Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Hôm nay thì tôi rảnh rỗi hơn. Tôi sẽ dành cho các anh chị và các bạn một cái video cực kỳ chất lượng về việc là lập kế hoạch kinh doanh, marketing, bán hàng cho lĩnh vực thời trang. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh và là giảng viên đại học và một chuyên gia về marketing hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Tất nhiên không phải là do tôi tự phong, tôi là hàng đầu, đúng không ạ? Tôi là giảng viên đại học 14 năm. Tôi cũng là thỉnh giảng các trường đại học lớn tại Hà Nội, ví dụ như là một số các đại học lớn nhất của Việt Nam. Tôi cũng tốt nghiệp và được đào tạo rất là bài bản về kinh tế, về kinh doanh cũng như là về luật. Tôi có bằng cử nhân kinh tế của Đại học Thương mại, tôi có bằng cử nhân luật của Đại học Luật Hà Nội, tôi có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế MBA đấy ạ, của Đại học Nice của Pháp. Tôi cũng có bằng thạc sĩ luật kinh tế của Đại học Luật Hà Nội và hiện nay thì tôi đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành kinh doanh thương mại. Vâng, tôi cũng đang giảng dạy tại một số các trường đại học. Ngoài ra thì tôi cũng là giảng viên chuyên gia giảng dạy tại các cái tổ chức giáo dục đào tạo, ví dụ như là PTI, ví dụ như Vân Nguyên, ví dụ như PAM, ví dụ như JET, vân vân. Tôi cũng giảng dạy và chia sẻ tại các cái tập đoàn lớn của Việt Nam. Như là Vietnam Airlines hay Mobifone hay Vinaphone hay Yamaha Honda vân vân. Đấy là những cái cơ duyên mà trong nghề nghiệp của tôi đã được đào tạo rất nhiều. Và tôi là giảng viên đại học nhá, tôi không phải là những thầy ở trên mạng và không có trình độ hay là nói linh tinh đâu. Tôi dành thời gian để chia sẻ với các anh chị thì hy vọng là những cái nội dung này sẽ giúp các anh chị có thể khởi nghiệp thành công hơn, giảm được cái rủi ro và thất bại cho mình hơn, cũng như là có được những cơ hội kinh doanh khởi nghiệp tốt. Vâng, và đây là thông tin liên hệ của tôi. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, số điện thoại là 0989 623 858, đây là số di động cầm tay của tôi và các bạn có thể gọi số này cho tôi lúc nào cũng được. Website của tôi là pamarketing.vn, email là phananhonline@gmail.com. Tôi có một kênh YouTube là cả địa chỉ kênh là youtube.com/ PA Marketing. PA có nghĩa là Phan Anh nhé. Và Facebook cá nhân của tôi là Phan Anh Online. Đấy. Cá nhân thì là Phan Anh Online, còn doanh nghiệp thì là PM, được chưa ạ? Đấy là cái phần thông tin mà tôi chia sẻ với các bạn để các bạn có thể bắt đầu. Vâng. Vậy thì lập kế hoạch kinh doanh, marketing, bán hàng trong lĩnh vực thời trang thì ta sẽ làm những cái gì và làm như nào? Thì tôi sẽ dành tặng cho các bạn một cái sơ đồ mind map cực kỳ chi tiết và kỹ lưỡng, và các bạn có thể tải được cái mind map này trên website của tôi. Vậy thì ta sẽ xem ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cái sơ đồ mind map mà rất là kỹ, rất là nhiều. Nếu mà xuất ra file Word, cái này nó cũng đến khoảng 20 trang đấy. Vâng. Chúng ta nhìn sơ bộ trước, ok nhá. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu. Nó sẽ gồm các cái nhánh để trả lời cho câu hỏi là chúng ta muốn làm kinh doanh thì nhất là trong lĩnh vực về thời trang. Đấy, thì tôi cũng gần đây thì tôi cũng có một số các học viên có liên hệ, một số khách hàng có liên hệ. Thí dụ như là một bạn làm ngân hàng kinh doanh đồ pyjama đã thất bại, thua lỗ 400 triệu. Một bạn làm kế toán thì bây giờ đang làm kế toán ở một tập đoàn lớn, lương cũng rất là thấp, các bạn biết rồi đấy. Lương kế toán có 8 triệu đến 10 triệu thôi. Bây giờ muốn nghỉ và cũng định làm thời trang trẻ em. Đấy. Rồi cũng có những bạn thì đi làm cho các hãng thời trang lớn, sau đó thì cũng nuôi mộng khởi nghiệp trong lĩnh vực thời trang vì thấy người ta làm dễ quá thì mình cũng muốn làm, đúng không ạ? Và thế thì tất cả những cái ước mơ, những cái ước vọng của các bạn đều rất là chính đáng, đều rất là tốt, và tôi cũng như là tất cả những người khác đều mong muốn cho các bạn thành công một cách chân thành và lịch sự, chứ không phải là nói đãi bôi đâu. Đấy, thế nhưng mà thành công bằng cách nào hoặc là giảm nguy cơ rủi ro bằng cách nào thì các bạn hãy dành một tiếng đồng hồ để theo dõi cái series video này. Cái khóa học cũng không phải là một cái chương trình đào tạo mà có thu phí hay cái gì cả, mà tôi chia sẻ những cái kiến thức, những kinh nghiệm của tôi để các anh chị rút ra những cái bài học cho mình và làm đúng ngay từ đầu. Thế đầu tiên cái nhánh màu cam này tôi nói về cái chiến lược sản phẩm. Đấy. Thế để mà chúng ta muốn kinh doanh thời trang được thì câu đầu tiên là chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là chúng ta phải lựa chọn sản phẩm. Bước số 1 là lựa chọn sản phẩm, đúng không ạ? Thế thì chúng ta trả lời cho câu hỏi là
chúng ta sẽ kinh doanh thời trang như thế nào, chúng ta kinh doanh thời trang như thế nào, cái cách mà chúng ta làm, chúng ta bán buôn hay bán lẻ, chúng ta làm thương mại hay chúng ta làm sản xuất đó nhá, thì nó phải lựa chọn sản xuất sản phẩm. Ví dụ như là đối tác của tôi ở Ninh Hiệp thì người ta xác định là người ta chỉ làm sản xuất thôi, ai đặt hàng thì người ta sẽ sản xuất, và người ta sẽ sản xuất theo đơn đặt hàng, chứ người ta không sản xuất sẵn ra để đấy bán. Bởi vì là sản xuất sẵn ra để đấy bán thì cái rủi ro rất là lớn trong cái việc là người ta sẽ bị tồn kho các bạn nhé. Cho nên là người ta sẽ lên cái đơn giá, sau đó người ta sẽ đưa cho chúng ta cái mẫu mã và cái giá cộng với cái số lượng. Số lượng lớn thì giá nó sẽ rẻ hơn, số lượng nhỏ thì giá nó sẽ đắt hơn. Và chúng ta sẽ quyết định là có nhập cái mẫu hàng đó hay không. Đấy. Thế còn nếu mà các bạn mà nuôi mộng là bán lẻ phát triển chuỗi đấy, thì chúng ta sẽ trả lời cho những câu hỏi tiếp theo, đấy là chúng ta sẽ lựa chọn các cái dòng hàng chiến lược sản phẩm như thế nào. Ví dụ như ở đây trong ngành hàng thời trang bán lẻ đúng không ạ, thì chúng ta có thể chia theo tuổi, thì có thời trang trẻ em, thời trang người lớn, thời trang người già. Thế thì có một số bạn muốn kinh doanh thời trang trẻ em, hôm nọ tôi vừa tư vấn cho một bạn kinh doanh thời trang trẻ em thì bạn này cũng không biết gì về thời trang cả, bởi vì mới làm ở lĩnh vực khác nhảy sang, không có khái niệm về vải, không có khái niệm về nguồn hàng, và định lấy một số mẫu ở trên mạng xong may nhái chạy quảng cáo. Thì tôi cho rằng cái ý tưởng như vậy nó khá là đơn giản và nó rất là rủi ro ở chỗ là các bạn sẽ rất khó để thành công đó. Thế thì thời trang trẻ em mà muốn thành công được thì tôi nghĩ rằng điều đầu tiên ấy là các bạn nên tìm cái nguồn hàng xuất dư, và nếu như các bạn có được những nguồn hàng xuất dư tốt thì gần như là cái cơ hội bán hàng của bạn rất là tuyệt vời, bạn không cần phải đi tìm khách lẻ đâu. Thế nhưng mà cái sản phẩm đó nó không hề dễ dàng gì tìm, số lượng nó cũng nhỏ giọt đúng không ạ. Thứ hai nữa là chúng ta mà muốn sản xuất thì chúng ta phải tối ưu được xưởng và tối ưu được sản xuất mẫu mã, bản thân chúng ta cũng không biết là mẫu mã như thế nào, đối tượng khách hàng ra sao, phục vụ cho nhóm đối tượng như nào. Thì trong cái quá trình cái sơ đồ cây mind map này tôi sẽ hướng dẫn dần dần. Thì các bạn trả lời cho câu hỏi là các bạn muốn làm thời trang trẻ em, thời trang người lớn hay là thời trang người già đúng không. Đấy. Còn nếu mà chia theo dòng sản phẩm, thì ta có thời trang công sở, thời trang đường phố, thời trang thiết kế, thời trang thể thao, các cái trang phục lao động, các cái trang phục theo cái nhu cầu cụ thể. Thí dụ như là học sinh, sinh viên nó đi học nó may đồng phục, hay là thời trang cho người đi lên chùa. Đấy, có những cái bộ quần áo mặc đi chùa, hay là thời trang mặc nhà, hay là các cái phụ kiện như là dây lưng ví da, tất đồ lót dây lưng, nơ cổ, băng rôn vân vân, băng đô, tất cả những cái như vậy. Thế thì kể cả đồ lót, đồ bơi thì cũng có thể là trở thành những ngành hàng cụ thể, chứ không nhất thiết là nó phải là phụ kiện đó nhá. Thì chúng ta chọn, thì chúng ta sẽ chọn cái sản phẩm gì đó. Thế khi chúng ta chọn, ví dụ như là các bạn đã rất là hay dễ chọn thời trang công sở, thế thì trong cái thời trang công sở thì chúng ta sẽ chọn cái phân khúc là phân khúc khách như thế nào, thời trang giá rẻ hay là bình dân hay cao cấp hay xa xỉ hay siêu xa xỉ đấy. Thế rồi cái công sở của chúng ta là chúng ta sẽ đi theo cái phong cách thiết kế như nào. Hôm nọ vừa rồi cũng có một bạn làm thời trang gọi cho tôi và gửi cho tôi cái một số những cái mẫu bạn ấy làm, để tôi nhìn một cái thì tôi thấy cũng khá là lo ngại. Các bạn ấy ra mẫu nó quá là lành và nó những cái mẫu nó không có gì đặc sắc cả. Mẫu đấy thì trên thị trường nó đã nhăn nhản rồi. Thì tôi thấy cái đó không có nghĩa là họ sẽ không thành công, nhưng mà với kinh nghiệm của tôi 15 năm đi làm đúng không ạ, và bản thân tôi cũng đã từng khởi nghiệp thời trang rồi, cũng đã từng có chuỗi bán lẻ rồi, thì tôi thấy là khá là lo ngại đó. Ok, chúng ta phân theo giới tính thì chúng ta có thời trang nam, thời trang nữ đúng không ạ, và thời trang unisex. Unisex là một cái khái niệm mà các cái nhà sản xuất họ đưa ra rất là khôn ngoan. Đấy, họ đánh cháo một cái khái niệm, tức là họ tạo ra một cái sản phẩm mà cả nam và cả nữ đều mặc được, nhất là các bạn tuổi teen. Đấy, nhất là các bạn tuổi teen, các bạn thường có xu hướng mặc đồ unisex, tức là nam có thể mặc của nữ, nữ có thể mặc của nam. Bản chất của cái khái niệm này chính là cái việc mà nhà sản xuất muốn bán được nhiều hàng hơn mà không cần phải sản xuất nhiều mẫu. Họ đã nghĩ ra một cái khái niệm là unisex, tức là gọi là nam nữ đều mặc được đó. Vâng, tiếp theo đến là chúng ta cũng sẽ nói về góc độ nguồn hàng của thời trang. Thì chúng ta cũng có thể có hàng hóa tự sản xuất,
thuê gia công hay là chúng ta nhập lại làm thương mại, hoặc là chúng ta cũng có thể đánh hàng từ Trung Quốc, những hàng nhái, hàng có thương hiệu nhưng mà là hàng nhái, đúng không ạ? Gucci, LV, Prada hay là Fendi, những cái hãng như vậy chúng ta nhái mẫu, thậm chí chúng ta nhái những cái mẫu nổi tiếng của Việt Nam, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta cũng có thể làm hàng order, tức là đặt mua hàng hộ từ Anh, từ Pháp, từ Mỹ, từ châu Âu nói chung, từ Nhật, từ Hàn về. Đó. Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta lựa chọn các cái nguồn hàng như vậy thì chúng ta cũng hết sức lưu ý là chúng ta sẽ có những cái sự khác nhau giữa cái mỗi một cái loại nguồn hàng, nó phụ thuộc vào cái kinh nghiệm, nó phụ thuộc vào cái khả năng tài chính, nó phụ thuộc vào cái ước mơ khát vọng lớn của bạn đến đâu. Ví dụ như bạn muốn tự sản xuất thì chắc chắn là bạn phải có xưởng trong tay, hoặc là bạn phải kết nối giao lưu với các xưởng, đúng không ạ? Bạn đi đặt gia công đó, và bạn phải kiểm soát được cái quy trình sản xuất. Thí dụ như là tí nữa tôi sẽ cho các bạn xem một số những cái ví dụ mà doanh số bán hàng rất là tốt, đúng không ạ? Vâng. Đấy. Bạn quyết định lựa chọn dòng sản phẩm nào, phân khúc nào, mức giá nào thì nó phụ thuộc vào kinh nghiệm, khả năng tài chính, mong muốn và rất nhiều những cái yếu tố khác do các bạn. Còn nếu mà các bạn cảm thấy vẫn còn phân vân thì hãy làm các bài toán phân tích hoặc là liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp, đúng không? Ví dụ như ở đây chắc nhiều bạn biết đến cái fanpage Gato, một một bạn học viên của tôi đã bán thời trang khởi nghiệp từ cách đây 6-7 năm. Lúc đó là bạn em còn tay trắng mới lên Hà Nội học bán hàng trên Facebook tôi dạy, có một cái cửa hàng nhỏ nhỏ ở phố Trần Quốc Toản. Và Gato cái thời điểm đấy là nó một cái từ khóa nó rất là hot, gọi là ghen ăn tức ở. Gato ghen ăn tức ở, thế nhưng mà sau này nó thành một cái thương hiệu rất là tốt. Bạn ấy bán đầu tiên là bán hàng Zara đánh từ Tây Ban Nha về, sau đó bạn ấy cũng đánh cả hàng châu Âu, bạn ấy cũng đánh cả hàng Việt Nam, sau đó thì bạn ấy bánh cả hàng Trung Quốc, những cái mặt hàng mà nhái nhái cao cấp một chút, và bán rất là chạy, kiếm rất là tốt. Thế thì cái mô hình như vậy thì nó sự thành công đến từ đâu, đúng không? Thứ nhất là hồi cái thời điểm đó là cái thời điểm mà người ta đang hot cái dòng Zara, HM vân vân. Thế sau này thì nó hot những cái dòng phân khúc nhái cao cấp. Sau này thì bắt đầu nó lại hot cái dòng thiết kế, nó theo xu hướng mà, thời trang nó phải nói đến xu hướng, đúng không ạ? Vài năm thì ống quần nó lại to ra, vài năm ống quần nó lại bé lại, vài năm thì nam thì nó lại thích màu hồng, nữ thì nó lại thích màu xanh. Thì những cái xu hướng là do các cái đơn vị nó lăng xê, nó thiết kế, nó truyền thông và khách hàng tạo thành cái xu hướng và khách hàng đi theo, đúng không? Có nhiều cái cách thức thành công lắm đấy. Hoặc là một cái trường hợp như là các bạn có thể search cái fanpage có tên là Analyze Gia Lai. Analyze Gia Lai thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là ví dụ như một cái page là Analyze đâu, tôi sẽ tìm cái page Analyze cho. Đây ạ. Page này tôi đang cầm đây. Cái fanpage này thì tôi có bán cho cái chị học viên của tôi. Và đây là một cái mô hình mà rất là thành công, tôi cho rằng rất là thành công. Đấy. Chạy quảng cáo bán tiếp cận rất là tốt. 500 ngàn tiếp cận cho một cái quảng cáo này. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy. Và một cái bộ sản phẩm như này chị đang bán giá rất là rẻ, cả quần cả áo may như thế này bán ra mới có 125.000 một bộ, và nhiều khi là bán rẻ có 99.000. Thế mà bạn ấy, mà chị vẫn có lãi. Vâng, chị vẫn có lãi. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây chạy quảng cáo 489.000 lượt tiếp cận đấy, và 2,3k cảm xúc và thu hơn 1.000 bình luận. Bộ sản phẩm rất là đẹp, rất là rẻ, chất liệu rất là mát. Thế thì cách chị làm như nào? Thứ nhất là chị đã đánh cả container hàng vải, đánh cả container từ Trung Quốc về, giá thì rất là rẻ rồi, mua tận gốc rồi. Sau đó là may, may khoán. Một cái bộ như này công may nó rất là rẻ ở cái vùng tỉnh lẻ. Vâng. Và giá thành sản phẩm sau khi đưa ra nó rất là rẻ, thì họ bán được cực kỳ rẻ, nên là lượng khách mua hàng rất lớn. Gần như ngày nào cũng bán được hàng trăm đến cả nghìn bộ sản phẩm.
Và cái công thức thành công ở đây đó chính là gì? Nguồn hàng rẻ, mẫu mã sản phẩm tốt, giá rẻ và chạy quảng cáo ngân sách lớn. Thì tất cả những cái tôi chia sẻ cho các bạn những cái bí quyết như vậy, các bạn làm được thì các bạn sẽ thấy thành công ngay. Còn tất nhiên trên thị trường nó có hàng nghìn cái mô hình thành công, tôi không thể liệt kê hết được, đúng không? Tôi không thể liệt kê hết được. Hay là một cái đầm bầu Mami, trước đây thì tôi cũng có đào tạo cho cái bạn chủ cái thương hiệu này, và tôi cũng là người trực tiếp chạy quảng cáo cho cái thương hiệu này. Họ đi vào cái thị trường ngách để đầm bầu, và hiện nay cũng có cả chuỗi, cũng hàng chục cửa hàng tung các cái sản phẩm thời trang đẹp, đúng không ạ, dành cho cái đối tượng là phụ nữ đang mang thai, bán cũng rất là tốt và biên độ lợi nhuận cũng đủ cho phép để trang trải chi phí. Và gần đây thì chúng ta thấy là có cái sự phát triển rất mạnh của một cái thời trang, thương hiệu thời trang nam, đấy là thương hiệu thời trang Yodi. Yodi là nó viết tắt của chữ Young and Dynamic, trẻ và năng động, vâng, thành Yodi nghe cũng rất là hay, rất là lạ. Và bây giờ cũng có hàng trăm cửa hàng. Đối với thời trang nữ thì có thương hiệu Woomac, cũng có hàng trăm cửa hàng trong một thời gian ngắn. Và có cũng bán trên Facebook, trên TikTok, bán trên Shopee, rồi Lazada, bán rất mạnh. Sản phẩm thì là những cái thời trang công sở lành lành, bình dân một chút, nhưng mà lại có thương hiệu, lại có chuỗi và giá rất là rẻ. Thì các cái yếu tố như vậy chúng ta nhìn thấy rằng là nó dẫn đến những cái sự thành công. Còn trên thị trường như tôi nói là còn có rất nhiều các cái hãng khác nữa, đúng không ạ, và chúng ta không thể đủ có thời gian liệt kê hết được. Elysee hay là Nem hay là Fiona hay là I Hate Fashion hay là gì đó, rất rất nhiều. Thời trang nam, thời trang nữ, thời trang may, thời trang thiết kế, thời trang best box, vân vân, hoặc là những cái phân khúc cao nữa. Mỗi một cái nhóm nó sẽ có một cái tập khách hàng riêng, cách làm riêng. Thì bạn nhớ rằng là bạn quyết định sản phẩm nào, dịch vụ nào, mức giá nào, nó phân khúc nào, cách thức như nào thì là do các bạn quyết định. Thì các bạn phải tư duy cái đấy, là về mô hình kinh doanh, được chưa? Sau khi các bạn lựa chọn xong thì đến cái vẫn là nằm trong cái bước về lựa chọn sản phẩm, thì bạn sẽ đến cái bước số 2 là chúng ta sẽ xác định cái tên thương hiệu mà chúng ta mong muốn. Tên thương hiệu thì có thể bất kỳ nhá, có thể là tên của các anh chị, tên của con cái, ghép hai chữ cái vào, ví dụ như là Phan Anh Fashion hay là PA, đúng không ạ, có thể là, hay là một cái tên nào đấy mà mình cảm thấy có ý nghĩa, ví dụ như là mây, ví dụ như là gió, ví dụ như là 20, ví dụ như là 25, rất nhiều những cái tên. Rồi hơ là cô ấy, đúng không ạ, và một số những cái đơn vị hơ clothing, quần áo của cô ấy cũng được, bất kể nhá. Zara, HM nó cũng là thương hiệu, Gucci, Fendi nó cũng là thương hiệu. Thế thì các bạn chọn một cái tên, chọn một cái tên bất kỳ nhá. M28, ví dụ như Messi, GM, Goodman, Mr. Handsome hay là Miss Beauty, đúng không ạ, hay là Fashionista, có thể sử dụng tiếng Anh hoặc là tiếng Ý, đúng không ạ, đều được, hoặc là tiếng Hàn. Tiếng Hàn thì Kim gì đấy, Kim Hita hay Kim Tae gì đều được hết. Cái tên nó, tôi nghĩ rằng là nó rất là quan trọng, nhưng nó cũng chẳng quan trọng, do các bạn xây nó lên thôi. Thương hiệu nổi tiếng là do các bạn xây, chứ không phải là vì cái tên đó nó nổi tiếng, được chưa ạ. Và có thể sử dụng tên người, có thể sử dụng tên thành phố, có thể sử dụng tên những cái từ ghép. Thí dụ như là quay lại đây là Yodi, đúng không ạ, một cái từ ghép là Young, Young là trẻ, và Dynamic là năng động, ghép hai từ lại là thành Yodi. Hay Woomac, nghe cái tên có vẻ rất Tây đấy, nhưng mà đấy chính là gu mặc, gu ăn, gu mặc. Gu ở đây là phong cách, người ta nói là những người này ăn mặc có gu, gu mặc, thế là viết ghép vào nó thành gu mặc, nghe tên rất Tây, nhưng thực chất lại là một cái từ tiếng Việt. Ok nhá. Thì các bạn chọn cái tên gì cũng được, nhưng mà các bạn cần lưu ý điểm này. Thứ nhất là các bạn cần kiểm tra về đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ thương hiệu, ví dụ như cái tên này có đăng ký được nữa hay không, bằng cách là các bạn tra cứu ở cái phần đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tỉnh của mình, ở chỗ sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh. Các bạn có thể nộp đơn đăng ký, và các bạn sẽ phải thiết kế một cái logo
màu sắc nhận diện, sau đó thì bạn kiểm tra và bạn nộp hồ sơ để bảo hộ, được chưa? Đấy, tương tự như vậy thì các bạn cũng có thể làm thêm ở cái phần động tác kiểm tra cái tên miền. Bởi vì như này, có những cái thương hiệu mình thích, thế nhưng mà người ta đăng ký mất rồi, website tên miền không còn mua được nữa. Thí dụ như là có một cái thương hiệu mà tôi đã từng cố vấn cho họ, thì họ thích một cái thương hiệu tên là Moon. Moon có nghĩa là mặt trăng ấy, MON. Thế nhưng mà cái tên này đã đăng ký mất rồi, website cũng mua mất rồi. Thế nên là thành ra là khi đi làm thương hiệu nó rất là khó, nó dễ bị lẫn và không bảo hộ được. Thì trong trường hợp như vậy, nếu mà bạn vẫn thích Moon thì bạn phải chấp nhận thôi. Còn không thì bạn không thích Moon nữa thì bạn đổi sang Sun, bạn đổi sang Jupiter đều được. Nếu là tên của cái hệ giải ngân hà Galaxy, đúng không, đều được hết. Hoặc là tên mình, tên con mình ghép tên mình lại, tên hai vợ chồng là Nghĩa và Trang thì nó sẽ là NT, ok nhá. Cái tên thì nó cũng rất là quan trọng, nhưng nó cũng không quan trọng, bởi vì cái tên là do các bạn xây dựng. Đấy, thí dụ như thời trang nem, nghe là nghe rồi nó cũng thành quen, đúng không? Nhưng mà nem thực ra là nó là cái món nem, bây giờ lại đổi sang thời trang, món thời trang thì nghe nó có vẻ không được hay lắm, thế nhưng mà nó nổi tiếng, nghe nó quen tai hết. Đấy, thậm chí có thương hiệu là I hate fashion, tôi ghét thời trang. Tôi ghét thời trang thì mặc quần áo làm gì? Thế nhưng mà cứ I hate fashion. Hoặc là có một cái thương hiệu của nước ngoài họ làm là FC UK. Đấy là cái cách chơi chữ, nhìn cái chữ này một phát nhìn nó sẽ liên tưởng đến một cái từ khóa là fuck, đúng không ạ? Thế thì nó lại diễn giải là French Collection UK. Đấy, tức là kết hợp giữa văn hóa và thời trang của Pháp với của Anh. Viết tắt của chữ FC UK mà đánh lừa cái thị giác nhìn như chữ fuck, thế là nhìn cái nó quen, nhìn cái lạ là bị níu lại, thế là nhớ rồi, vẫn không vi phạm pháp luật, đúng không? Nó là FC UK chứ nó không phải là fuck đó. Và cái cách người ta làm đấy là French Collection UK, cái cách người ta làm để người ta tạo ra cái giá trị thương hiệu. Còn Zara HM nó là cái gì đâu, nó chỉ là cái tên thôi, ok nhá. Mình xây nó nổi tiếng chứ không phải vì cái tên nó nổi tiếng. Ok, next phần này. Sau khi mà chúng ta chốt một cái tên xong thì bắt đầu chúng ta sẽ đi thiết kế logo, đúng không? Chúng ta thiết kế logo được. Nên thuê thiết kế hoặc tự chúng ta lên mạng, chúng ta search Google có cách thiết kế. Ví dụ như chúng ta có thể chọn màu nhận diện thương hiệu chủ đạo này, có một cái biểu tượng chủ đạo này. Đấy. Đấy, rồi thì chúng ta cũng sẽ có những cái bộ nhận diện, đúng không? Ví dụ như Nike này, dấu phẩy này. Đấy, để đến cả thế giới nhìn thấy cái dấu phẩy này liên hệ đến Nike. Đấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng sẽ phải có một cái sự quá trình chi rất là nhiều tiền cho thương hiệu thì chúng ta mới làm được cái điều đó, chứ không phải là tự dưng người ta nhìn một cái là người ta thấy là có dấu phẩy đâu. Hay Adidas là ba sọc, đúng không? Adidas là ba sọc. Ok, thì tôi sẽ mở ra đây xem luôn. Fashion logo. Đó. Ví dụ như là Burberry, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy có biểu tượng là một cái người đàn ông đang cầm giáo mác, cưỡi ngựa. Thì tôi thấy là ở Việt Nam nó có một cái hình ảnh rất giống với hình ảnh của Burberry, đấy chính là thánh gióng. Thế bây giờ mà chúng ta dùng thánh gióng mà chúng ta cầm như này thì Burberry nó sẽ kiện chúng ta ngay. Đấy. Chanel là hai chữ C ngoắc vào nhau. Đấy, đúng ạ, và Michael Kors là chữ MK đó. Cái chúng ta thấy rằng là các thương hiệu thì nó cũng không phải là cái gì đấy nó ghê gớm lắm, chúng ta nhìn chúng ta quen mắt thôi, đúng không ạ? Chúng ta nhìn chúng ta quen mắt thôi. Ralph Lauren cũng lại là một con ngựa, có một người đàn ông đang chơi một cái môn gọi là môn polo. Valentino thì người ta sử dụng T
typo, tức là sử dụng chữ luôn. Đấy, Lacoste thì có hình con cá sấu. Thực ra mà con cá sấu, nếu như theo quan niệm của người Việt thì con này nó rất là hung dữ, làm logo nó có vẻ không đẹp, nhưng mà nó lên nó lại rất đẹp. Đấy, hầu hết chúng ta nhìn thấy này, có thể là ký tự, có thể là chữ, có thể là tên. Đấy. Hermes đúng không ạ, cũng lại là một con ngựa đang kéo xe. Đấy. Và Armani đúng không ạ, là hình con đại bàng. Đấy. Thế còn Balenciaga thì là chữ BVL, Gary cũng chữ Fendi. Fendi thì bây giờ có logo mới rồi đó. Đấy. Versace đúng không ạ, có cái hình mặt người. Đấy. Louis Vuitton thì bây giờ đổi thành LV viết tắt như thế này. Calvin Klein thì đổi thành CK viết tắt. Ok. Và chúng ta thấy rằng là cái logo của họ nó cũng không phải là quá đẹp đúng không ạ? Vì chúng ta thấy là cái thương hiệu của họ nổi tiếng cho nên là chúng ta thích sử dụng thôi. Chứ còn nó cũng không phải là cái logo đẹp hay xấu. Đó. Rồi. Thế chúng ta sẽ thiết kế nhé. Và quan trọng ấy, đối với phần thiết kế logo như tôi nói, đó là chúng ta phải có một cái màu nhận diện. Đấy, có một cái biểu tượng nhận diện. Và có một cái họa tiết nhận diện. Nhá, đây này. Màu này. Biểu tượng này. Và họa tiết này. Ví dụ như là Louis Vuitton đúng không ạ? Các bạn để ý xem. Đấy, LV này. Product này. Chúng ta nhìn thấy cái họa tiết của LV. Đấy. Nó có cái hình kẻ caro vuông vuông như này, kết hợp với lại những cái hình bông hoa, hình đồng tiền. Đấy. Đây, cái này nó gọi là tiếng Anh, nó gọi là monogram. Đấy. Cái họa tiết. Và khi nhìn thấy cái họa tiết này, chúng ta nhìn thấy ngay đây chính là LV. Đấy. Nó chỉ là cái hình bông hoa, trông nó rất là đơn giản thôi. Rất là đơn giản. Hay là Fendi cũng như vậy, các hãng bây giờ người ta cố gắng tạo ra cái monogram, tức là cái nhận diện, người ta tạo ra cái nhận diện thương hiệu đối với thời trang là hai chữ F chồng lên nhau, Fendi Fendi. Ok, được chưa ạ? Thì các bạn cứ làm theo các hãng lớn họ làm như nào thì chúng ta làm tương tự nhá. Màu sắc chủ đạo, biểu tượng và họa tiết để làm gì? Sau này chúng ta sử dụng tất cả những cái đấy, chúng ta đưa vào mặt đồng hồ, chúng ta đưa vào mặt dây lưng, chúng ta đưa vào họa tiết in trên vải, in trên áo thun vân vân. Rồi thì sau đó chúng ta thiết kế ra nhá. Thì bên công ty mình cũng có thể có dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu cho các bạn. Xin lỗi. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ làm slogan. Đúng không ạ? Chúng ta làm slogan, thiết kế một cái slogan cho nó phù hợp. Một cái câu khẩu hiệu nhấn mạnh về cái giá trị cốt lõi của chúng ta. Ví dụ như là Be the good man này, rồi thì mãi trẻ đẹp này, trẻ mãi với thời gian này, công sở và còn hơn thế này, thời trang và đẳng cấp này, đúng không ạ? Đấy, hay là gì gì đó, tùy nha, tùy vào cái sản phẩm là đồ nam hay đồ nữ, đồ người lớn hay đồ trẻ em, đồ đắt hay đồ rẻ. Rồi thì đấy là cái phần mà chúng ta bắt đầu khởi nghiệp khi mà chúng ta lựa chọn thương hiệu, logo, bao bì, nhãn mác. Đấy là về phần sản phẩm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần thiết kế bao bì, nhãn mác, đúng không ạ? Chúng ta thiết kế đến phần bao bì, nhãn mác. Tôi để cái mặt tôi ở đây cho mọi người nhìn cho nó dễ. Thế thì cái phần bao bì nhãn mác ở đây nó sẽ gồm những cái gì? Ví dụ như là chúng ta sẽ phải có tem sườn này, tem cổ này, đấy, rồi thì túi đựng này, túi giấy này, đúng không ạ? Giấy vải lót này. Đấy, thì chúng ta trả lời cho câu hỏi là nó là những cái loại gì? Những loại gì đây? Mác cổ, mác sườn đây. In bằng cái loại giấy gì? Đấy, giấy C300, cán mờ, cán bóng, đúng không ạ? In hai mặt hay không? Túi ni lông hay túi giấy? Đấy, vân vân. Đấy, rồi thì túi đựng đúng không ạ, in ấn này, số lượng in tối thiểu này, chi phí thiết kế này,
có thể nằm trong cái gói này rồi, có thể nằm trong cái gói thiết kế logo và bộ nhận diện này. Đấy, thì nó có đủ này nhá, thì phía dưới này mình không phải thuê nữa. Đấy. Thế sau khi chúng ta in xong thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta in này xong rồi chúng ta phải có kho để chúng ta để ở đâu nhá, đặt câu hỏi phải có kho để hoặc là một cái góc nào đấy trong cửa hàng của chúng ta, trong nhà của chúng ta. Đấy. Đấy. Cái nhà cung cấp mà người ta sẽ cung cấp những cái dịch vụ này là nhà cung cấp nào, số điện thoại của nhà cung cấp đó, được chưa ạ? Rồi thì đánh giá so sánh giữa các nhà cung cấp với nhau. Ok. Và sau đó thì chúng ta sẽ xem cái báo giá của các cái nhà cung cấp này. Đấy, tôi để xuống phía dưới này đi cho nó dễ. Ok. Đấy là phần về bao bì, nhãn mác đối với thời trang nhé. Thì khi mà chúng ta làm thì nó sẽ tốn thêm tiền. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi phân tích về khách hàng mục tiêu. Vừa rồi ta chọn là thời trang công sở nam hay công sở nữ hay là đồ trẻ em, thì bây giờ chúng ta trả lời là cái khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai, đúng không ạ? Thế thì ví dụ như là chúng ta sẽ trả lời cho khách hàng là giới tính là nam hay nữ. Nhá, giới tính là nam hay nữ. Tuổi là tuổi nào? Ví dụ như chúng ta bán thời trang công sở thì từ 20 đến 40. Cái tuổi này thì chúng ta sẽ thiết kế nó sẽ khác với cái tuổi là chúng ta bán từ 30 cho đến 50, 60, đúng không ạ? Thì cái mẫu nó phải già đi một chút. Đấy, tôi nói thí dụ như vậy. Hoặc là cái tuổi teen, nếu mà các bạn bán từ bao nhiêu tuổi, là ví dụ như 10 cho đến 20 tuổi chẳng hạn, thì các bạn cũng sẽ phải có phong cách thiết kế khác. Đấy. Tuổi tác này, giới tính này, khu vực này, toàn quốc hay là từng tỉnh thành nào, bán ở thành thị hay bán ở nông thôn, do cái mức giá và do cái cách chúng ta bán nhá. Các địa điểm, các cái địa điểm mà chúng ta sẽ mở. Sẽ trả lời cho câu hỏi là khách hàng của chúng ta ở đâu. Ví dụ như là chúng ta làm thời trang công sở nữ hay thời trang công sở nam, thì chúng ta sẽ trả lời là nghề nghiệp. Ví dụ nghề nghiệp phải ghi rất là rõ. Ví dụ như là làm công sở, làm công chức, nhân viên văn phòng, kinh doanh tự do, doanh nhân, vân vân. Cái phong cách họ ưa thích sự đơn giản, giá cả hợp lý, chất liệu cao cấp, đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo đấy là thu nhập của khách hàng. Đây, tất cả những cái phần này nó gọi là demographic, tức là cái phần nhân khẩu học và xác định được chân dung khách hàng mục tiêu. Xin lỗi các bạn, tôi đang bị xoang quá. Rồi, đấy. Sau đó thì các bạn sẽ lựa chọn cái phong cách của khách hàng. Đấy, có những người thích rêm rúa, có người thích đơn giản, có người thích chất liệu cao cấp, có người thích thương hiệu phải đắt tiền. Đấy, thì cái thời trang nó rất là đa dạng, nó giống như tính cách của con người, nó rất là đa dạng nhá. Ví dụ như đây là mình chọn phong cách đơn giản hay là giá rẻ hay tiện dụng. Hoặc là có những đơn vị họ chỉ bán sơ mi trắng, chỉ bán chuyên bán đồ sơ mi trắng. Hoặc là chuyên bán đồ đen, chuyên bán đồ đen cũng rất là có khách. Rồi, tôi đã có một cái học viên mà đã từng bán hàng này, chỉ bán đồ đen thôi mà vẫn có khách rất là tốt. Đấy. Ok, tiếp tục ạ. Trả lời cho câu hỏi khách hàng mục tiêu là họ sẽ mua hàng theo phương thức nào, và kênh bán hàng nào là kênh chủ đạo. Đấy, ví dụ như kênh online thì gồm có là Facebook, chắc chắn rồi, đúng không ạ? Trong Facebook thì chúng ta phải chạy quảng cáo fanpage này. Đấy, chạy quảng cáo này. Rồi chúng ta cũng sẽ có ví dụ như livestream này. À, thế rồi thì chúng ta cũng sẽ có bán hàng trên group này, ví dụ như thế. Hoặc là website, đúng không ạ? Website thương mại điện tử của chúng ta. À, thì chúng ta sẽ tạo web, chúng ta sẽ tạo ra web và thuê người làm. À, hoặc là các sàn thương mại điện tử khác, đúng không? À, như là Shopee, Tiki, Lazada, thì chúng ta phải mở shop, mở kênh. À, TikTok cũng như vậy.
Đúng không ạ? TikTok thì chúng ta cũng sẽ phải phát triển kênh. Và chúng ta quan tâm đến live stream trên TikTok, chúng ta cũng quan tâm đến TikTok Shop. TikTok Shop nó sẽ là một cái kênh thương mại điện tử rất mạnh trong tương lai. Và chúng ta cũng có thể quan tâm đến việc là chạy quảng cáo trên TikTok. Ok. Rồi, hoặc là kênh Zalo đúng không ạ? Kênh Zalo thì chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo. Riêng kênh Zalo thì chúng ta cũng có thể có kênh để chăm sóc khách hàng. Chúng ta có kênh chăm sóc khách hàng này, kênh Zalo cá nhân này. Đấy. Hoặc là chúng ta cũng có kênh cái phần là chạy quảng cáo Zalo Ads, có nghĩa là cũng không hiệu quả lắm, nhưng mà chúng ta đây là có những kênh chúng ta sẽ phải suy nghĩ. Hoặc là chúng ta tạo Zalo OA và chăm sóc khách hàng qua fanpage Zalo OA, một dạng như vậy, sử dụng cái tin nhắn Prosket hoặc tin nhắn Zalo ZNS của Zalo vân vân. Sàn thì chúng ta cũng thấy là chúng ta muốn đưa lên sàn bán đấy, đưa lên sàn. Thế nhưng mà đưa lên sàn thì bây giờ cạnh tranh Shopee rất là khó nếu mà chúng ta không có lợi thế về sản xuất. Nếu như chúng ta có lợi thế về sản xuất, chúng ta có thể sản xuất được tầm 60.000, 70.000 một cái áo sơ mi thì chúng ta có thể đưa lên Shopee, chúng ta chiến khô máu được ngay. Thế nhưng mà chúng ta đạt sản xuất 200, 300 rồi thì rất là khó để mà lên trên này khô máu được. Đấy, ví dụ như vậy đúng không ạ? Hay là cái thời trang Arala Zalai đó thì người ta có thể lên Shopee thì người ta bán 99.000 một bộ, đấy là ngon, rất ngon, bởi vì giá sản xuất của người ta chỉ rơi vào khoảng 55-60.000 cho một sản phẩm thôi đó, nên là rất là rẻ, chứ không phải là mình cứ ngồi mình liệt kê kênh như này là mình lên được đâu nhá. Mình phải học và mình phải kiểm soát được kênh, mình phải khớp được với từ sản phẩm cho đến đối tượng khách hàng mục tiêu cho đến kênh bán, phải khớp được thì khi mình chạy nó mới hiệu quả, đúng không ạ? Thí dụ như là tôi rất là hay mua thời trang của ACFC. ACFC thì họ là nhà phân phối, họ bán những cái dòng như là Lacoste này, Tommy này, CK này, rồi thì Banana Republic này, Gap này, Mango này. Đấy, thì tôi thường mua cái dòng thời trang thương hiệu nhưng ở phân khúc bình dân. Đấy, nó chỉ khoảng dao động từ 1, 2 đến 3 triệu và nhiều hơn một chút cho một sản phẩm. Một cái áo khoác có thể lên đến 4-5 triệu, thế nhưng mà nó chỉ ở mức như vậy chứ chưa lên đến cái mức mà Dior khoảng 25-30 triệu một cái áo sơ mi, LV khoảng 22-25 triệu một đôi giày. Đấy. Giày thì cũng có thể là có những cái đôi sale nó cũng khoảng phải 8-9 triệu, hay Burberry 7-8 triệu một cái áo sơ mi sale rồi đó. Thì cái phân khúc ở đây là chúng ta sẽ thấy là ví dụ như phân khúc cao như vậy họ sẵn sàng mua trên web được. Hay là tôi đang kể là tôi mua trên ACFC thì tôi sẽ vào cái trang web của họ tôi mua, nó rất là dễ. ACFC. Nói có sách mách có trứng đúng không ạ? Tức là với những khách cao cấp, những khách người ta có hiểu biết, người ta hoàn toàn có thể mua được ở trên web như thế này. Thế còn nếu mà bán hàng qua Facebook, khách tầm trung, tầm thấp thì họ sẽ thích mua hàng qua Facebook và nhắn tin, chat chít nhiều. Còn ở đây thì hầu như mọi người sẽ tự vào đây chọn hàng, tự vào đây mua. Đấy, cũng có những cái vài trăm ngàn nhưng mà cũng có cái vài triệu, nhưng cơ bản là những phân khúc này là phân khúc thời trang bình dân ở nước ngoài, nhưng về Việt Nam thì nó cũng bắt đầu nó cũng đắt một chút. Đấy, khoảng độ 2-3 triệu một cái áo, 2-3 triệu một cái quần. Đấy, nó cũng không dễ chịu lắm khi mua. Đấy. Nha, thì chúng ta phải xác định được cái phương thức khách hàng muốn mua, khách hàng có thể mua, và ngược lại là chúng ta sẽ phải học để kiểm soát những cái kênh như vậy. Tất cả những kênh này các bạn đều phải học hết nhá. Chạy quảng cáo Facebook, làm Facebook như nào các bạn phải học hết. Web tạo ra như nào, sell web, chốt đơn như nào các bạn phải học hết. TikTok này, phát triển kênh, phát triển livestream TikTok Shop, nghe thầy Phan Anh nói rất là ngon đấy thôi, bởi vì thầy 15 năm đi dạy rồi. Đúng không ạ? Thầy ngày nào thầy ngồi nghiên cứu, thầy còn viết bao nhiêu sách ở đây này. Đấy, sách marketing toàn dày cộp. Đấy, toàn dày cộp, mọi người nhìn đấy ạ, rất dày.
nặng chịu, sách bán hàng online mấy quyển, viết 5-6 quyển rồi, nó không phải dễ đâu, không phải dễ đâu. Chúng ta phải học rất nhiều và phải có kỹ năng nhá. Ok, này sàn cũng như vậy, bây giờ cứ nói là lên sàn nhưng mà rất là khoai, lên Shopee, lên Zalazala nhà mình không bán được. Thế khi nào bạn lên sàn, bạn có lợi thế như cái gì thì bạn phải trao đổi với tôi. Đấy, vốn liếng của bạn như thế nào. Đấy, những các bạn có một hôm trước có một nhóm chat với tôi bảo là tụi em 4-5 người có một cái số vốn 200 triệu để định khởi nghiệp về thời trang, định đi đặt sản xuất, và thế thì phải rất cẩn trọng. Bởi vì sao? Bạn chỉ cần đặt sản xuất nhầm 2-3 mã hàng cái là bạn sẽ bay hết vốn. Mà trong lĩnh vực thời trang ấy, thì cái học phí về đôi mắt này rất là cao. Học phí về đôi mắt có nghĩa là gì? Các bạn rất là dễ đánh hàng sai, nhập hàng sai. Bởi vì cái các bạn thích không phải là cái khách hàng thích. Cái khách hàng thích các bạn lại không biết. Hoặc các bạn biết nhưng mà giá của bạn lại quá cao. Đấy là vấn đề. Tiếp theo đấy là về phần shop, cửa hàng, chuỗi bán lẻ, các kênh bán lẻ khác, đúng không? Thế chúng ta có muốn phát triển chuỗi hay không? Đúng không ạ? Phát triển chuỗi. Chúng ta trả lời là chúng ta rất là muốn. Ai mà chả muốn phát triển chuỗi. Thế nhưng mà phát triển chuỗi thì chúng ta phải xác định. Đấy, thì chúng ta phải thiết kế, đúng không ạ? Chúng ta phải thiết kế cửa hàng mẫu, nhận diện thương hiệu cửa hàng mẫu như thế nào. Đấy, thế rồi thì chúng ta cũng sẽ phải làm những cái vấn đề khác. Chúng ta phải tính toán chi phí đầu tư cho từng điểm bán, đúng không ạ? Chúng ta phải có kế hoạch mở điểm. Chứ không phải là cứ lúc nào chúng ta cũng ước mơ mở, bởi vì mở điểm ấy, cứ một điểm mở ra bây giờ từ thuê mặt bằng, ký hợp đồng, đúng không ạ? Xong đó là thi công, thiết kế, cho đồ vào, chạy quảng cáo, khuyến mại, thì 3, 4, thậm chí 6 tháng đầu lỗ là chuyện bình thường. Thì chúng ta cần phải có quan tâm đến điều đó nhá. Ok, tiếp theo vẫn là phần về nghiên cứu khách hàng. Thì chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi là khách hàng sẽ mua hàng vì những lý do gì. Ví dụ như là họ mua hàng vì đẹp này, rẻ này, phù hợp với nhu cầu của họ này. Đấy, trang phục mới, đổi mới phong cách này, đúng không ạ? Được khen là trẻ hơn, chất hơn, có gu hơn, đúng không? Xinh hơn. Đấy. Hay là ví dụ như hôm nay tôi giảng với mọi người thì tôi sẽ lựa chọn một cái áo, tôi mặc áo thun cho nó lịch đơn giản, thân thiết, xuề xòa thôi, hay là có chữ Harvard, đúng không ạ? Thì cái áo này tôi đi mua ở bên Mỹ, tôi đi sang trường Harvard tôi mua. Thế có ý nghĩa là gì? Mặc ở nhà chơi thôi. Và trong phần giảng dạy thì nếu mà mặc cái áo có chữ Harvard thì cũng rất là hay, đúng không? Rất là hay, rất là có ý nghĩa. Thế thì kể cả cái chữ Harvard mình in lên đây thôi thì cũng đã là có ý nghĩa trong cái phần thiết kế về sản phẩm rồi, có cá tính rồi. Rồi thì có một cái dịp đặc biệt nào đấy, đúng không ạ? Hoặc là có một cái sự lịch sự, sự kín đáo, hay là chất liệu, đúng không ạ? Chất liệu đối với cái nhất là cái dòng sản phẩm tầm trung và cao cấp trở lên thì khách hàng luôn luôn quan tâm đến chất liệu. Thí dụ như là tôi bây giờ mà đi mua hàng tôi luôn luôn muốn là sản phẩm phải là 100% cốt tông, thậm chí là cốt tông tự nhiên, cốt tông hữu cơ, cốt tông co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi, mặt vải đẹp, đấy, mặt vải đã được xử lý, vân vân. Ok, khi nào thì họ mua, đúng không? Đấy, ví dụ họ mua khi có lương này, khi sinh nhật này, hay là mới đi làm ở công ty này, đấy, các dịp lễ Tết đặc biệt này, các dịp khuyến mại sâu này, khi đi du lịch này, đấy, hoặc là đơn giản là họ thích thì mua thôi, đúng không? Muốn họ thích thì mua thì mình phải có những cái mẫu mã mới đấy. Ví dụ như là tôi đã nói rồi, tôi rất là thích cái trang ACFC này, và bằng chứng là các bạn nhìn thấy tôi có giỏ hàng ở đây. Thế nhưng mà không phải cái gì cũng vào mua được, không phải cái gì cũng vào mua được. Ví dụ như có cái mình muốn mua thì nó lại đang không khuyến mại chẳng hạn, nó đang rất là đắt. Đấy, có cái mà mình không muốn mua thì họ lại khuyến mại sâu. Đấy, hoặc là mình cái nhu cầu của mình bây giờ nó cũng quá là bão hòa rồi. Thế cho nên là phải một cái sản phẩm rất là xuất sắc thì mình mới muốn mua. Đấy, hay là bây giờ đang là cái thời điểm giữa mùa hè tháng 7 năm 2022. Đấy, thì những cái đồ này nhìn thấy nó ngốt lắm, nóng lắm, toàn áo khoác
giày cộp như này thì không muốn đúng không? Thôi để lúc khác mua. Đấy. Đấy là cái nhu cầu khi mà họ mua hàng. Và chúng ta cũng sẽ đặt ra câu hỏi là làm thế nào để chúng ta thu hút được khách hàng nhanh nhất, về thời gian, về tốc độ đúng không ạ? Với chi phí rẻ nhất và có lãi cho chúng ta để hiệu quả. Chúng ta phải trả lời câu hỏi này nhá. Đấy. Thì đây chính là cái phần lợi thế đúng không? Đây chính là cái phần lợi thế kinh doanh của bạn. Bạn có lợi thế kinh doanh gì? Ví dụ như bạn có vốn lớn này, bạn được học từ Pháp trong ngành thiết kế thời trang về này, hay là bạn học từ Anh về này. Đấy, bạn có khả năng thiết kế này, bạn có xưởng sản xuất của kinh nghiệm của gia đình có sẵn này. Đấy, bạn có đội ngũ đội marketing rất là tốt này. Đấy, bạn phải trả lời cho tôi là đấy là những cái sự yếu tố gì, những cái khả năng gì nha, thì tôi mới biết được bạn có thể có thành công hay không. Rồi, sau đó thì bạn lựa chọn phong cách thời trang cho khách hàng của mình. Ví dụ như công sở này, ok này, đơn giản này, trẻ trung này, có tính ứng dụng cao này, và liên tục đổi mới này, giá rẻ này, đấy, nhái phong cách này, và có họa tiết rất là đẹp, rất là hấp dẫn này. Thời trang thì thực ra các hãng về cơ bản ấy là vải vóc các thứ là như nhau, hơn nhau cái gì? Hơn nhau cái chuyện là hãng nào có thương hiệu, hơn nhau ở chỗ là hãng nào tạo ra được những cái xu hướng mới, những cái họa tiết mới. Đấy. Và mỗi một tập khách hàng họ sẽ có một cái sự lựa chọn giống nhau. Đấy. Thí dụ như là cái nhóm khách hàng cao cấp hoặc là xa xỉ thì mọi người thấy là mọi người họ chỉ thích mặc đồ LV, Fendi, Gucci, Prada thế thôi, Hermes kiểu kiểu thế, tại vì họ có chung một cái sở thích với hàng hiệu cao cấp. Thế nhưng mà có những khách hàng khác thì họ lại thử đơn giản xuề xòa, có những khách thì họ lại thích phong cách mềm mại, có những khách hàng lại thích phong cách cứng rồi thì đứng đắn kín đáo. Đấy chính là những cái phong cách mà khi mình phân tích khách hàng và mình thực hiện cái quá trình kinh doanh mình sẽ phải phát triển sản phẩm đúng không? Tiếp theo đây chúng ta sẽ đưa ra cái danh mục sản phẩm mà chúng ta sẽ dự kiến kinh doanh. Ví dụ như là mình chia thành thành quần này, thành áo này, thành váy này, thành áo khoác này, rồi thành đồ lót này, vân vân đúng không? Ví dụ như quần nâu này các bạn nhìn thấy này. Trả lời cho câu hỏi là số lượng mẫu này, màu này, số lượng kiểu này. Đấy, rồi các cái đặt sản xuất tối thiểu cho một mẫu là bao nhiêu, báo giá sản xuất bóc tách. Thế nào gọi là báo giá sản xuất bóc tách? Thí dụ như là trong một cái quần, một cái áo chúng ta mặc đấy, thì bạn sẽ phải biết là ví dụ như cái áo này tôi đang mặc thì tiền vải, đây là vải cốt tông thông thường thôi, nó rẻ không đắt, thì tiền vải hết bao nhiêu, cái phần này là phần họa tiết in thì phần họa tiết in này hết bao nhiêu, tiền công may cắt và may hết bao nhiêu. Thế thì cái áo này tôi mua ở Mỹ thì nó cũng hơi đắt một chút, nhưng mà ở Việt Nam một cái áo như này các bạn có thể mua giá khoảng 2 đến 300 ngàn hoặc là cùng lắm là 400-500 ngàn tùy vào cái định giá của từng thương hiệu. Thế thì kiểu gì thì kiểu thì cái giá sản xuất nó sẽ giống nhau. Ví dụ như một cái áo thun như thế này thì nó sẽ sản xuất cả in chỗ này chắc là in chuyển Nhật thì tôi nghĩ khoảng độ tầm 120 đến 150 là có thể sản xuất được. Đấy, còn có thể rẻ hơn nữa nếu như mà chúng ta sản xuất số lượng lớn hoặc là nó đòi hỏi cái chất liệu nó không tốt lắm, hay là cái sự in hay là cái sự may nó không kỹ lắm thì nó lại rẻ được thêm một chút nữa. Thực ra đối với các cái nhà sản xuất như chúng ta mà làm sản xuất hoặc là làm bán buôn ấy, thì có khi chênh nhau 1-2-3 nghìn rồi nó cũng là một cái số lớn đấy, chứ nó không phải ít đâu. Bởi vì là 2 nghìn hay 3 nghìn mà nhân với 1 nghìn hàng, 1 vạn hàng thì nó cũng là một con số tiền, và có khi đấy là cái phần tiền lãi của người ta nhá. Đấy, thì cái danh mục sản phẩm ở đây thì chúng ta phải lên danh mục, gồm có quần này, áo này, váy này, đấy, nam nữ mà đúng không? Thế rồi thì phụ kiện này, áo khoác này, rồi thì giày dép vân vân, rất nhiều thứ. Đây chẳng hạn quần này, áo sơ mi,
sơ mi thì có sơ mi dài tay, sơ mi cộc tay. Đấy, thì cũng trả lời cho câu hỏi là số lượng mẫu này, số lượng màu này, số lượng kiểu này, đặt sản xuất tối thiểu cho mỗi mẫu mỗi màu là bao nhiêu này, đấy, giá sản xuất bóc tách như thế nào này. Đấy, giá sản xuất bóc tách đây là gồm có vải này, công này, bao bì, nhãn mác, vận chuyển, lưu kho này. Đó, thì chúng ta đã được biết đúng không ạ? Thế trong thời trang, ví dụ như riêng sơ mi dài tay thôi thì nó có là sơ mi trơn đấy, đấy là màu đấy, màu ví dụ như là trơn trơn thì nó lại có xanh đỏ tím vàng rất nhiều màu đúng không, kẻ đấy, kẻ caro bé, kẻ caro vừa, kẻ caro to, kẻ sập đấy. Thế rồi chúng ta có những cái họa tiết, những phong cách riêng đấy. Thí dụ như là hãng hãng Toms đây, tôi cho các bạn xem cái hãng Tom Brown đúng không. Vâng, cái hãng Tom Brown này thì nó có một cái họa tiết rất là riêng, đấy là nó có một cái may đường nhận diện thương hiệu của nó phải vạch ở cái ống tay như thế này đấy. Vì nó là hàng có thương hiệu một chút cho nên là nó bán rất đắt, các bạn nhìn thấy đây là khoảng 500 đô một cái áo này, tương đương với khoảng 12 triệu tiền Việt. Nó chỉ là có thêm một cái phụ kiện, cái này nó có thể chất liệu nó là một cái vải dứa rồi một cái vải gì đấy, nó giống như là vải dứa, nó không phải vải cốt tông, nó may nó đính vào và cứ thế thôi, nó bán rất là đắt. Thế thì bây giờ lúc thì nó vạch hai tay, lúc thì nó vạch ở cổ áo, lúc thì nó vạch ở vai, ở rất nhiều chỗ khác nhau đúng không. Chúng ta nhìn thấy đây cổ áo đây, rồi đây nó vạch cả dọc đó, và nó lăng xê một cái kiểu, nhận một phát là biết ngay là hãng này là hãng Tom Brown. Cả quần đây chúng ta thấy đây là mẫu mới, cũng rất là đắt, rất là đắt. Đây, năm nay thì lại có thêm bốn vạch như thế này. Bắt đầu Shopee thì bắt đầu nó có những cái hàng nhái của Trung Quốc nó sang đúng không ạ, 178 nhìn thấy không ạ, rất rẻ. Vạch cái cổ áo vạch như này, Tom Brown hàng nhái, còn hàng chính hãng của nó phải tầm 10 triệu trở lên các bạn nhé. Có nghĩa là gì, đấy là những cái số lượng là chúng ta phải xác định được, thì một cái thương hiệu nó phải có đầy đủ. Và cái gì bán chạy chúng ta phải có dữ liệu để sau này chúng ta còn tái sản xuất. Đấy, cọc tay đúng không ạ, kiểu vải, kiểu màu, kiểu dáng, không cổ có cổ, rồi thì, truyền thống rồi phi truyền thống. Đấy, tương tự như vậy đúng không, áo khoác. Đấy, có gồm những cái gì, măng tô, đề mi hay là blazer hay cái gì gì đó, veston com lê. Đấy, rồi quần thể thao, rồi phụ kiện khác nữa rất nhiều nhá. Thì cái danh mục này thì mình trả lời cho mình muốn bán số lượng danh mục nhiều như thế nào, trong thời trang nam, trong thời trang nữ, hay là trong thời trang trẻ em, chúng ta phải có đầy đủ các danh mục nhá. Sau đó thì chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là mẫu thì ai chọn. Đấy, ai thiết kế đúng không? Ai duyệt mẫu. Vải cũng như vậy, số lượng mình cần mua mẫu vải và lên được mẫu hàng nha. Vì sao mà mình lại duyệt cái mẫu như vậy, lý do là gì, thì chúng ta phải trả lời được hết. Ví dụ như là mẫu này rẻ này, năm nay mẫu này xu hướng mấy năm nay nó đẹp này, rồi may lên nó cũng lên hàng này. Đấy, trả lời cho câu hỏi là tốc độ ra mẫu đúng không ạ, thời điểm ra mẫu. Tốc độ ra mẫu này, thời điểm ra mẫu, ví dụ như bây giờ là tháng 7 năm 2022, tháng 7 năm 2022 thì chúng ta nhìn thấy ở đây, chúng ta nhìn thấy ở đây là bây giờ đang là cái thời kỳ mùa hè ở miền Bắc rất là nóng. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ ra những mẫu mà đi biển, mẫu short mặc đẹp, hoặc là những mẫu vải thấm mồ hôi mát thoáng thì chúng ta sẽ bán được. Còn bây giờ mà chúng ta mà ra những cái mẫu mà nóng ngốt lên thì chỉ phải đợi 2-3 tháng nữa nha. Thời điểm ra mẫu, tốc độ ra mẫu đúng không ạ? Rồi thì mỗi mẫu thì chúng ta cũng đã trả lời cho câu hỏi rồi.
là mỗi mẫu là sản xuất mức tối thiểu là bao nhiêu, mức sản xuất đúng không? Tại sao chúng ta phải đặt cái câu hỏi này? Bởi vì là cái mức tối thiểu để chúng ta có thể đạt điểm hòa vốn và giảm cái rủi ro cho chúng ta nhá. Chứ nếu không ấy là chúng ta sẽ cứ đặt ào ạt mỗi một mẫu hàng là chúng ta tốn vài triệu, vài chục triệu, thế thì cứ chả mấy mà chúng ta hết vốn. Và như thế thì chúng ta lấy đâu ra tiền, hàng tồn sẽ rất nhiều. Đấy, nhá. Tốc độ ra mẫu này, mỗi tháng ra mấy mẫu này, thời điểm ra mẫu này, đạt sản xuất tối thiểu là bao nhiêu. Ví dụ cái áo này, đấy, thì đây là màu xám. Thế có người người ta không thích màu xám lông chuột thì lại phải màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Đấy, thì một cái mẫu này thôi đã rất là nhiều màu rồi. Và một cái mẫu này còn 3 size S, M, L. Đấy, xong nó nhân lên thì có khi là riêng một mẫu này thôi đã ra cả nghìn hàng rồi. Thế xong thì bắt đầu lại có người lại thích có cổ. Đấy, ví dụ như thế. Hay là có người lại in không thích cái Harvard màu này, lại thích cái Harvard màu đỏ. Thì nó lại rất là nhiều các cái biến thể của mẫu. Ok, tiếp theo vẫn là trong phần về chiến lược về sản phẩm, đó là chúng ta sẽ nói về vấn đề sản xuất. Đấy, chúng ta nói về vấn đề sản xuất. Vấn đề sản xuất ở đây là sản xuất hàng hóa nếu như chúng ta đi đặt gia công. Bởi vì chúng ta khởi nghiệp mà, đi đặt gia công hoặc là tự chúng ta làm hàng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi này. Thứ nhất là thời gian sản xuất tối thiểu là bao nhiêu? Hôm nay tôi muốn đặt cái mẫu này nhá, thầy Phan Anh ra cái mẫu Harvard này bán chạy này. Đấy, thầy đi Mỹ về thầy quảng cáo là bây giờ các con phải mặc cái áo Harvard để tạo cái truyền cảm hứng. Đấy, và mỗi gia đình nên mua một bộ 4-5 cái Harvard này. Bố mẹ mặc, con mặc để tạo truyền cảm hứng cho các con sau này đến Harvard học tập. Rồi, thế trả lời cho câu hỏi là cái số lượng sản xuất tối thiểu là bao nhiêu mẫu, bao nhiêu sản phẩm một mẫu. Đó, thời gian sản xuất tối thiểu là bao nhiêu ngày để ra được hàng. Đấy, mức giá tối thiểu bình quân. Đấy, mức giá tối thiểu bình quân ví dụ như là 180k hay 120k cho một bộ, cho một sản phẩm. Hiểu không? Ví dụ thế. Nha, đây là con số là bạn phải tìm hiểu. Đấy, phải tìm hiểu. Và bạn phải kiểm tra lại. Đấy, bởi vì sao cái mức giá này sao mình còn xác định được cái mức giá bán lẻ. Ví dụ như cái áo này bây giờ bạn sản xuất 120, bạn bán tầm độ 350, 400 thì cảm thấy rất hợp lý. Nhưng mà bạn bán đến 600-700 cái áo thun này thì tự dưng nó đắt ngang với cả Mango Tommy mất rồi. Tất nhiên Tommy thì nó toàn triệu mấy cơ. Thế nhưng mà nó sale xuống thì nó phải 600-700 rồi. Thì rất là khó bán, rất là khó bán. Nhưng mà bạn bán 300-400 thì hoặc là trên 400 một chút thì không ai quan tâm đến chuyện là nó là thương hiệu gì. Ở đây này chỉ biết là áo này Harvard nha, nhập từ Mỹ về. Đấy, chất liệu 100% cốt tông, in chuyển nhiệt đẹp, mặc thấm mát mồ hôi. Đấy, đi chơi mặc ở nhà. Đấy, hay là mặc quay live stream cho học sinh giống như thầy Phan Anh. Ok. Thế bạn may khoảng độ 120. Thế bạn bán 350 thì vẫn x3 rồi mà giá vẫn rất là dễ chịu. Rồi, tiếp theo đấy là chúng ta sẽ đặt câu chuyện là nhà sản xuất nào. Đấy, thì sản xuất ở đâu nha, phải tìm hiểu rõ cái nhà sản xuất, cái đơn vị sản xuất mà mình muốn hợp tác. Sẽ hơi mất công đi tìm một chút đấy, sẽ hơi mất công đi tìm. Ví dụ như là ở đâu này, năng lực sản xuất như thế nào này. Đấy, có số lượng công nhân là bao nhiêu người, đúng không ạ? Có số lượng máy móc là bao nhiêu máy, là những máy gì. Đấy, diện tích nhà xưởng ra sao, số lượng xe cộ đi giao hàng có nhiều không. Đấy, rồi thì mức giá như thế nào, có cạnh tranh hay không. Và mình cũng phải đi khảo giá một số những cái đơn vị khác nhau. Bây giờ thì các cái xưởng may, các cái nhà máy ở Việt Nam thì rất là nhiều, nhưng không phải là cái chỗ nào cũng làm tốt, và không phải chỗ nào cũng nhận những cái đơn hàng nhỏ lẻ, hoặc cũng không phải những đơn hàng nào nhận được lớn nhá. Và quan điểm của tôi là tôi đã đi làm việc với rất nhiều các cái nhà sản xuất thời trang, nhà sản xuất bán lẻ, nhà thương mại rồi, từ Ninh Hiệp cho đến các cái thương hiệu nổi tiếng ở Hà Nội cũng như ở Sài Gòn, tôi biết chính xác luôn. Thì lời khuyên của tôi đấy là các bạn nên và cần gặp làm việc trực tiếp, đánh giá năng lực của nhà sản xuất, của xưởng, của nhà máy nhá, chứ không nghe mồm. Tại sao lại không nghe mồm? Bởi vì là
ai cũng quảng cáo là mình hay, mình giỏi, ai cũng quảng cáo là mình có công nghệ này công nghệ kia, rồi họ nhận hết. Nhưng thực tế là học trò của tôi đã gặp phải những trường hợp này, có những cái đơn vị sản xuất họ nhận đơn, xong đó là họ lại đi pass đơn cho bên khác, tức là họ là gia công nước bọt. Gia công nước bọt tức là họ nhận đơn của mình là 100.000 nhưng mà họ lại đi ép đơn khác có 80.000 thôi. Và khi 80.000 như vậy thì họ được lời, đúng không? Và khi họ được lời thì họ lại đi qua nhiều kênh, đi qua nhiều cầu thì mình là người bị thiệt. Đó. Và mình không kiểm soát được chất lượng. Đấy. Rồi nhất là các bạn cũng sẽ phải có các cái hợp đồng để mình kiểm soát về mặt chất lượng, về mặt tiến độ. Ví dụ như hợp đồng sản xuất này, như là cọc thanh toán này, thanh toán này, đặt cọc đổi trả này, phạt sản xuất chậm này, phạt là sao giao hàng thiếu này, vân vân. Ví dụ như thế thì mình sẽ đàm phán các cái chỉ số này trong hợp đồng. Phải có hợp đồng và ký hợp đồng thì mới làm nha, không nói mồm. Không nói mồm, nguyên tắc là như vậy. Rồi, tiếp theo khi mà sản xuất ấy thì chúng ta cũng sẽ cần phải kiểm tra sản phẩm khi nhận hàng. Đấy, thì trả lời cho câu hỏi là ai kiểm? Ai kiểm tra đấy? Ai kiểm tra hàng? Đấy, sản phẩm như thế nào được coi là sản phẩm đẹp và đạt? Đấy, còn sản phẩm như thế nào được coi là lỗi và phải trả lại? Quy trình đổi trả lại như thế nào? Thanh toán xác nhận, thanh toán đổi trả ra sao? Nghe phải đưa vào trong hợp đồng nhá. Tiếp theo đó là cái vấn đề về tồn kho. Vâng, vấn đề về tồn kho. Tồn kho là một trong những cái vấn đề rất nan giải của ngành thời trang. Thời trang thì bán tốt, lợi nhuận thì cũng có, nhưng mà nó rất là có một cái đặc điểm đấy là tồn kho ở đây là ví dụ như là chúng ta phải sản xuất được số lượng tối thiểu là bao nhiêu. Đấy, và tồn kho tối thiểu nếu mà chúng ta bán chạy, tồn kho tối thiểu là bao nhiêu để mà chúng ta có thể đặt đơn hàng tiếp theo cho kịp tiến độ. Đặt nhiều thì không bán được. Đặt nhiều thì không bán được, mà đặt ít thì lại nhỡ bán chạy lại không có kịp hàng. Đấy, thì đấy cũng là vấn đề mà chúng ta phải quản lý, đúng không? Đấy. Rồi, tồn kho tối thiểu. Làm sao bán hàng không tồn kho? Tồn kho nhiều thì phải làm thế nào? Ai quản lý kho và đóng hàng? Dùng phần mềm gì để quản lý kho và đóng hàng? Làm sao để tránh mất mát? Có lắp camera hay không? Đó. Số lượng sản phẩm đặt mẫu tiếp theo là mẫu nào? Và sản lượng là bao nhiêu? Và dựa trên cái dữ liệu và phân tích nào? Tại sao không đặt mẫu này? Tại sao lại đặt mẫu kia? Có nên tái mẫu hay không nên tái? Hay là ra mẫu mới? Đấy. Thì cái đấy là cái mà nó liên quan đến cái vấn đề mà bán hàng và tồn kho nhá. Cái này, này. Đấy, có tái mẫu hay không này. Đấy, hay là ra mẫu mới này. Đấy, mà tái mẫu thì là ra mẫu ra bao nhiêu, đúng không? Ra thêm bao nhiêu hàng nữa, bởi vì đang bán bon bon đấy nhưng mà tái phát lại thấy ăn đòn ngay thì là chết. Đấy. Kho hàng đặt ở đâu, đặt ở chỗ nào, tính chi phí ra làm sao, giá kệ của kho hàng, quản lý kho hàng, tránh mất mát hư hỏng, đúng không? Ok, các phần mềm quản lý, nhân viên quản lý. Đấy. Và chúng ta phải có một cái phương án làm sao mà cảnh báo được hàng tồn kho. Cảnh báo được hàng tồn kho thì chúng ta phải có các cái phương án đa dạng để đẩy hàng tồn kho đi. Ví dụ như là cái mẫu này nó bán chạy, nó sắp hết rồi. Thế thì chúng ta phải có là biết là đây là mẫu bán hết rồi, để cắt cái mẫu đấy đi để có thể tái mẫu hoặc là ra mẫu mới không bán nữa. Và cảnh báo, ví dụ có những cái mẫu mà bán rất là ế và thời gian tồn kho lâu ngày, tuổi tồn đấy, nó gọi là trong nghiệp vụ về mặt quản lý kho hàng nó gọi là tuổi tồn đấy. Tuổi tồn thì nó cao thì chúng ta phải tìm cách bán đi, không thì nó sẽ đến cuối vụ nó sẽ bị ế và nó sẽ phải thanh lý như là rác, đúng không? Rồi, phân tích đánh giá tồn kho, rút kinh nghiệm cho những lần đặt hàng tiếp theo. Ok. Và phân tích về chiến lược,
sản phẩm là như vậy. Trả lời cho câu hỏi là chúng ta có lợi thế gì trong cái việc mà chúng ta làm sản phẩm này, hay chỉ đơn giản là em muốn làm thời trang, em đam mê thế này thế kia. Ok, đấy là cái phần mục thứ nhất là mục chiến lược về sản phẩm, cái nhánh màu cam. Cái mục tiếp theo, nhánh màu xanh, chúng ta nhìn thấy đây đúng không ạ, nhánh màu xanh đó là chiến lược giá bán. Chiến lược giá bán nha, mục số 2. Mục số 2, thế thì ở đây thì chúng ta sẽ cần phải có là khoảng giá sản phẩm cho từng dòng sản phẩm chi tiết, và chúng ta phải tạo lập ra các file Excel giá, báo giá rất chi tiết. Trong về giá thì chúng ta cũng sẽ cần quan tâm đến giá thành sản xuất bóc tách. Giá thành sản xuất bóc tách, ví dụ như là chi phí về vải, chi phí về phụ kiện, chi phí về công sản xuất, đóng gói, vận chuyển, rồi thì giá nhập vào, giá vốn hàng bán, giá bán ra. Mình cần quan tâm đến giá thành sản xuất, và vì thế nhé, nó tương đồng với việc là gì, phân khúc khách hàng nào này, đúng không ạ, mức giá của sản phẩm là biên độ lợi nhuận này, rồi thì các cái chi phí để mình xem là liệu mình làm thì có lãi hay không, để còn tính điểm hòa vốn. Giá bán lẻ cho từng mã hàng, công thức nhân, chúng ta nên đề xuất 2 đến 3 công thức nhân, ví dụ như nhân 2, nhân 2,5, nhân 3, hoặc là thậm chí là cao hơn nữa. Đối với các cái thời trang cao cấp thì chúng ta thấy rằng là đối với các thời trang cao cấp thì hầu như là họ sẽ người ta sẽ dùng cái phương pháp nhân giá rất cao, có thể nhân 5, nhân 10 là chuyện bình thường. Đấy, bởi vì là cái lợi nhuận của một sản phẩm nó vô cùng cao nha. Tiếp theo đấy là chúng ta cũng sẽ phải tính đến yếu tố về khuyến mại, ví dụ như giảm giá hàng ngày, giảm giá theo tuần, giảm giá hàng tháng, khuyến mại theo quý, thanh lý xả kho hết mùa. Thì cái giá khuyến mại này chúng ta cần phải tính để làm gì, để chúng ta cấu thành vào cái giá bán lẻ. Cấu thành vào cái giá bán lẻ, giá bán lẻ nó sẽ phải được cấu thành từ việc là giá sản xuất, giá khuyến mại, hàng tồn, vốn vay, rồi thì những cái lợi nhuận hoặc là những cái rủi ro khác. Đấy, nó sẽ cộng lên thì nó thành cái giá bán lẻ. Thế còn nếu mà đơn giản nhất là chúng ta cứ nhân 3, nhân 4 thì chắc là chúng ta sống khỏe thôi. Đấy là về mặt lý thuyết, nhưng mà phải bán được nha, phải bán được. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ là tung ra các chương trình khuyến mại giảm giá. Đấy, có lịch khuyến mại hàng tuần, hàng tháng. Thời trang mà sẽ phải có khuyến mại. Như hôm qua là nó gọi là ngày Father Day, tức là ngày của cha. Cũng có nhiều hãng người ta khuyến mại giảm giá rất sâu. Thế nhưng mà những cái mã mà người ta giảm giá rất sâu vào thì để ý nó là còn 1-2 hàng, nó lại còn là gì, size rất là bé hoặc size rất là to, cái kích thước ấy, nên là gần như cũng không mua được cái gì nhiều đó. Và trong vòng 1 năm thì người ta có 52 tuần nhé. Trong 1 năm thì có 52 tuần thì chúng ta sẽ tạo cho chúng ta 52 cái chương trình khuyến mại sẵn luôn, tương ứng với 52 tuần. Thì thầy Phan Anh cũng có một cái khóa học về marketing ngành thời trang, kinh doanh ngành thời trang khởi nghiệp, cũng có khóa học về 52 tuyệt chiêu khuyến mại tương ứng với 52 cái tuần trong một năm. Thực ra thì một tuần các bạn chuẩn bị 1 đến 2 chương trình khuyến mại là kỹ rồi. Bán lẻ thì chắc chắn là chúng ta, nhất là bán lẻ thời trang, là phải có khuyến mại. Rồi, trong chiến lược về giá thì chúng ta cũng sẽ cần quan tâm đến cấu trúc về chi phí. Đấy, cấu trúc về chi phí, ví dụ như giá vốn hàng bán chiếm bao nhiêu phần trăm, chi phí lương nhân viên chiếm bao nhiêu phần trăm, chi phí quảng cáo bán hàng chiếm bao nhiêu phần trăm, chi phí văn phòng, điện net, điện nước, internet. Đấy, rồi thì lợi nhuận, dòng kỳ vọng, đúng không ạ? Các cái chi phí khác nếu có, chi phí thanh lý hàng tồn, xử lý hàng tồn. Đấy, rồi thì chi phí sản xuất video, hình ảnh. Bởi vì là chúng ta mà xác định bán hàng online thì chúng ta sẽ phải tốn nhiều cái chi phí về sản xuất hình ảnh. Và một trong những cái lời khuyên đấy là tôi nghĩ là các bạn nên lấy những cái sản phẩm mà nó có sẵn ở trên mạng, hoặc là hợp tác với những cái đơn vị mà người ta có những cái chương trình, có những cái sản phẩm mà nó có sẵn hình ảnh video rồi, thì nó tiết kiệm cho chúng ta được một khoản chi phí rất đáng kể. Đó, chi phí hàng tồn này,
chi phí khấu hao về máy móc, ví dụ như cửa hàng chúng ta đầu tư ra thì nó phải khấu hao máy móc, mua máy tính thì phải khấu hao máy móc đúng không, chi phí về tái đầu tư nếu có, ví dụ như là mua máy móc đi học đi hành vân vân, mua thêm nhà máy, mua thêm máy móc vân vân. Rồi chúng ta phải bóc tách các chi phí và cấu trúc chi phí này ra để làm gì, để chúng ta nắm rõ được cái dòng tiền và cái mức các cái khoản chi phí để chúng ta còn xác định được cái quy mô và lợi thế của chúng ta. Và đấy là cái cấu trúc về chi phí trong nói về giá, bởi vì như tôi đã nói là giá bán thì bằng giá vốn hàng bán cộng với lợi nhuận mong muốn cộng với các cái khoản chi phí đúng không, thì chúng ta mới bán được thành giá bán. Thì tất cả những cái chi phí đấy chúng ta phải chỉ mặt đặt tên được hết, tùy vào quy mô nha. Ví dụ như bạn khởi nghiệp một mình với chuyện là bạn có chuỗi có công ty thì cái quy mô nó rất là khác nhau. Tiếp theo đấy là chúng ta phải tính được điểm hòa vốn, ví dụ như là bạn phải bán được bao nhiêu đơn nhân với hóa đơn bình quân bao nhiêu tiền một ngày thì bạn tốn bao nhiêu loại khoản chi phí, thì sau đó là bạn đã suy ra được là một điểm hòa vốn một ngày bạn phải bán bao nhiêu tiền thì bạn mới đạt được điểm hòa vốn, hay là một tháng cũng tương tự như thế. Ok, thí dụ ở đây các bạn có thể nhìn thấy này, giá nhập sản phẩm là 100, giá niêm yết là bán là 300, khuyến mại là 30% tương đương với 90k, giá thực bán sau khi khuyến mại là 201, lợi nhuận gộp là có 110k. Lý do là mình nhập 100k, mình bán 300k thì lãi 200, nhưng mà vì mình khuyến mại mất 30% là tương đương với 90k thì mình còn có 101 thôi. 101 đấy thì mình sẽ phải gánh hết các chi phí mặt bằng, điện nước, nhân viên đúng không? Thế nó mới chỉ có một cái chi phí mình thấy dễ nhất đấy là chi phí khuyến mại, thế còn chi phí bán hàng, chi phí quảng cáo thì sao? Đấy. Giá vốn hàng bán, giá niêm yết, vân vân, chi phí khuyến mại, giá thực bán, lợi nhuận gộp, điểm hòa vốn, tỷ lệ giá bán trên giá vốn, doanh thu một ngày là bao nhiêu vân vân. Thì chúng ta cũng sẽ cần phải lập những cái kế hoạch đấy ra. Về phần doanh thu đúng không ạ, dùng doanh thu thì chúng ta ước tính tạo ra một cái bản Excel, ví dụ như là doanh thu của tháng 10, tháng 11, tháng 12 vân vân. Với các cái doanh thu này thì chúng ta sẽ tính được dòng tiền, chúng ta sẽ tính được dòng tiền cần phải có, tốc độ quay của vòng tiền. Ví dụ như có những bạn không có tiền để bán hàng thì phải tính là bây giờ giao hàng như thế nào, doanh số như thế nào. Đấy. Để từ đấy mà các bạn có một cái khả năng để mà các bạn xoay sở vào bán. Bởi vì nếu mà các bạn bán quá khả năng là bạn không có tiền, tiền về không kịp, thì lúc đấy phải dừng quảng cáo, lúc đấy phải dừng nhập hàng. Nó cũng đau khổ vì các bạn không có tiền mà khởi nghiệp mà. Rồi. Chi phí thì bạn cũng sẽ bóc tách ra thành chi phí cố định hoặc là chi phí biến đổi. Đây ví dụ như là chi phí cố định này, lương này, quảng cáo này, giá vốn này, tem mác này, phí ship hàng vân vân này. Tạm tính là bao nhiêu, lợi nhuận là như thế nào? Lợi nhuận thì gồm có lợi nhuận gộp, lợi nhuận dòng là bao nhiêu phần trăm? Và phải tính được mọi cách để làm sao mà bán được nhiều đơn hàng nhất có thể cho chúng ta. Ok, cuối cùng đấy là chúng ta sẽ tính doanh số dự kiến kể từ tháng đầu tiên và liên tiếp trong một năm, tức là 12 tháng. Chúng ta tạo bằng bảng Excel có doanh số từng tháng, phân bổ từng đầu hàng, từng sản phẩm. Ví dụ như mình muốn bán được 1 tỷ, thế thì mình bán như thế nào? Bao nhiêu cái áo sơ mi, bao nhiêu cái áo khoác, ra được cái chương trình khuyến mại giảm giá như thế nào thì chúng ta mới có thể là có kế hoạch, có mục tiêu để chúng ta phấn đấu. Ok,
Vâng, đến một cái nhánh số 3 màu tím. Vâng, chủ đề số 3 màu tím đó là kênh phân phối và bán hàng của chúng ta là những gồm những kênh gì? Thì ví dụ như là chúng ta sẽ có kênh website. Chúng ta có kênh website thì chúng ta nhìn thấy ở đây là chúng ta có nên đầu tư hay không? Và nếu có đầu tư thì đầu tư hết bao nhiêu? Bao giờ xong? Có những tính năng nào cần thiết cho một website thương mại điện tử? Và chúng ta sẽ viết bài để traffic nó tăng lên. Chủ đề là gì? Từ khóa là gì? Ví dụ như thời trang trẻ em, thời trang công sở thì nó có bao nhiêu cái từ khóa mà chúng ta có nên SEO hay không? Và chúng ta cũng sẽ phải học. Đấy. Ai phụ trách, ai sản xuất, ai viết và KPI là gì? Tương tự như vậy, trong phần Facebook, thì chúng ta cũng sẽ có là có fanpage, có Facebook cá nhân, có group, có marketplace, có quảng cáo, đúng không ạ? Vâng. Thì ở đây tôi đã đưa cho các bạn rất là rõ rồi. Fanpage này, tạo page thương hiệu, page cộng đồng, đi comment dạo, Facebook này, đăng bài, lịch trình đăng như thế nào. Group, tạo group khách hàng thân thiết, đăng bài để kéo traffic, kéo member ra sao. Marketplace tức là cái phần giao vặt, bài niêm yết trên Facebook cũng có thể giúp các bạn có đơn hàng. Chạy quảng cáo thì chúng ta phải học, tất cả những cái này chúng ta phải học hết. Và tôi là một đơn vị mà cung cấp cho các bạn những cái thông tin rất là hữu ích và cũng rất là có giá trị cho các bạn để mà các bạn làm quảng cáo Facebook. Thì tôi có mười mấy năm làm đào tạo và chạy quảng cáo Facebook rồi. Đấy, bằng chứng là những cái quảng cáo của các cái thời trang hay các thứ hiện nay thì tôi cũng đang chạy và có một số kinh nghiệm nhất định cho các bạn. Về kế hoạch livestream, bạn cũng phải lên lịch trình, kế hoạch và chi phí thực hiện livestream, phát video livestream cũ, vân vân. Thì ở đây tôi cũng có một cái kế hoạch phát livestream ở đây, nhưng mà tôi cũng không có đủ thời gian để trình bày với các bạn. Ở đây tôi có một cái kế hoạch livestream cũng rất là kỹ, lúc nào tôi sẽ làm một cái video riêng cho các bạn xem về cái livestream, được chưa ạ? Còn trong cái thời lượng của hôm nay thì tôi sẽ không trình bày kỹ vào như vậy. Thì tất cả những cái kỹ năng từ quảng cáo, bán hàng, làm nội dung cho fanpage, chạy quảng cáo Facebook Ads, phát livestream. Các bạn muốn học thì xin mời liên hệ trực tiếp với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi nhé. Để được tư vấn và trợ giúp, có thể gửi email qua phananhonline@gmail.com hoặc là gọi số điện thoại hoặc là gửi Zalo nhé. Số điện thoại Zalo là 0989 623 858. Nhắc lại là 0989 623 888. Đây là số của tôi. Và các bạn cũng có thể là phát triển kênh TikTok. TikTok nếu mà các bạn bán thời trang dành cho giới trẻ, sản xuất các video để bổ sung cho kênh, ví dụ như là thời trang công sở, rồi cô nàng bánh bèo, rồi cô nàng mít ướt, rồi cô nàng sexy, rồi đấy, cứ 7 ngày đi làm 7 bộ trang phục khác nhau này, ngày đi làm tối đi xem phim đấy, thì chúng ta có thể quay những cái video như vậy. Chúng ta đưa lên TikTok, chúng ta đưa lên Reels, Facebook Reels, chúng ta đưa lên YouTube kênh của chúng ta, thậm chí Zalo của chúng ta cũng ok, đúng không? Tăng theo dõi, tăng lượt tương tác, đấy, tạo TikTok Business, tạo TikTok Shop để mà bán hàng, rồi cũng tính hướng là phát livestream gần thôi. Nhưng mà muốn làm được cái đấy thì chúng ta cũng phải phát triển kênh đã, nhá, phát triển kênh đã, cũng phải chạy quảng cáo. Đấy, sàn Shopee cũng như thế. Sàn Shopee cũng như thế. Chứ không phải là chúng ta cứ lên một đống kênh như thế xong rồi chúng ta cứ bảo là ồ tôi sẽ làm được, ồ tôi sẽ có thể là có rất nhiều kênh, nhưng mà khi đi vào từng kênh ấy là chúng ta không kiểm soát được kênh đâu. Đấy, cái bạn học viên của tôi đầu tiên cũng nghĩ như thế, là
đến lúc mà đánh hàng về là quảng cáo thì không chạy được, Shopee thì không có người mua, livestream thì không có mắt xem, cũng đau đớn lắm, không đơn giản đâu. Đấy là tôi nói thật chứ không phải là tôi chê hay tôi dìm hàng đâu. À, bởi vì nếu mà tôi mà chê mà dìm hàng thì tôi đã không dành ra đến 2 tiếng đồng hồ để làm cái video này. À, cũng mất công mất sức của tôi chứ không phải ít, đúng không? Nói liên tục. Mà trong khi đó thì tôi cũng đang bị xoang, giọng nó cũng không được trong lắm. Nhưng mà thôi các bạn cũng thông cảm giúp. Đấy, tức là đây là những cái vấn đề mà các bạn sẽ có thể gặp phải. Các bạn thấy là các bạn cứ liệt kê ra kênh, nhưng mà thực tế là mình có làm được đâu. Mình không kiểm soát được kênh, không mình không nắm được nó trong tay. Vậy thì mình phải nắm được nó trong tay nhé. Có sản phẩm, có kênh rồi thì mình mới làm. Hai điều này mình đều chưa chắc chắn thì đừng có làm. Chung vốn với ai cũng không chung, mà tự làm cũng không làm. Nhớ, trước tiên là phải đi gặp thầy Phan Anh đã, được chưa? Đấy, kênh Zalo, Zalo cá nhân, Zalo hội nhóm, Zalo OA, Zalo Ads, chạy quảng cáo Zalo Ads như thế nào? Đấy, ví dụ như thế, đây tôi cho vào xem này. Ads.Zalo này. Đấy, tôi cũng có tài khoản sẵn hết, nạp tiền vào đây. Đây này, có 3 triệu 8 đây này để chạy quảng cáo. Đấy, chạy quảng cáo Zalo thì cơ bản không hiệu quả, rất kém hiệu quả nhá. Nhưng mà chúng ta cũng phải thử. Đấy, và khi thử là phải có ngân sách thử. Mọi người là không làm, khi mà làm ngân sách mọi người không có ngân sách thử. Tất cả những kênh này đều là chi phí, dù chạy quảng cáo hay không chạy quảng cáo đều là chi phí. Đấy, ví dụ như là tôi làm video như này tôi phải bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ nước bọt ra nhé. Đây là các anh chị nhìn thấy một cái sơ đồ mind map nó kỹ khủng khiếp như này. Riêng làm cái sơ đồ mind map này tôi làm mất 2 tiếng, đúng không? Xong rồi tôi lại nói mất 2 tiếng nữa thì tôi phải mất công. Mặc dù tôi không mất tiền nhưng tôi phải mất công. Đấy, ý tôi là như vậy. Nha. TikTok thì thấy người ta làm mình làm nó không lên. Hôm trước có một bạn làm học làm bánh. Đấy, bảo em cũng làm hàng trăm video nhưng không lên nổi. Thế tôi bảo đưa tôi xem. Khi tôi xem thì tôi bảo ừ, video này thì không lên được thật. Vì sao? Bởi vì nó rất là bình thường, nó không sáng tạo, nó thiếu những yếu tố để lên, nó thiếu sự hài hước, sự vui vẻ, sự giải trí, sự âm nhạc, nó thiếu những cái thứ đấy. Ok nhá. Mà Shopee giờ là khoai lắm, Shopee giờ chuẩn bị downtrend đến nơi rồi. Công ty mẹ của Shopee là đang thua lỗ khủng khiếp. Không biết là đến trụ được đến bao giờ. Rồi, đấy là các kênh này. Kế hoạch công việc chi tiết theo từng tuần và cho từng kênh cụ thể và các cái chỉ số đo lường đánh giá hiệu quả hay còn gọi là KPI đấy, cần phải đạt được mức tối thiểu là như thế nào, có Excel rõ ràng nhé, trả lời cho câu hỏi 5W2H ai phụ trách, kế hoạch đạt được là gì, từng công cụ cụ thể là gì, thời gian nào, bằng cách nào. Ok, tiếp theo đó là media, đúng không ạ? Làm bán quần áo trên mạng thì bắt buộc phải có video, bắt buộc phải có hình ảnh, không có là chịu chết, không bán được. Thế thì ekip chụp ảnh này, tự thuê hay làm này, tự làm thì là như nào, cần những cái phần mềm, phần cứng gì, quay bằng điện thoại có được không, được thì làm thôi. iPhone 13 là đã quay được rất tốt, rất đẹp rồi. Người mẫu lại thuê một cái con bé sinh viên người quen của mình hay là đại lý cũng như vậy, kiểu kiểu như thế để mà mình làm, đúng không? Team thuê thì thuê team nào, vân vân. Chi phí thuê mẫu, thuê nhiếp ảnh gia như nào, hay là nên chọn những cái sản phẩm mà có sẵn mẫu mã rồi, có sẵn hình ảnh rồi, tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Chạy test thị trường thôi nhá, lưu ý đấy. Tự làm hay thuê này, tự làm thì phải biết làm nhá, phải đi học, phải đi học quay chụp bằng điện thoại thôi. Chi phí như thế nào, chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video ra sao, đúng không? Phần mềm gì, ví dụ như là các bạn chỉnh sửa bằng phần mềm Canva chẳng hạn, đúng không? Chỉnh sửa rất là đẹp, ở trên này nó có sẵn rồi.
ví dụ đây này, đấy, ví dụ như là tôi cũng làm cho một số hãng này, tôi làm thiết kế rất là đơn giản. Thì mình không cần phải tốn quá nhiều công sức và chất xám để mình vẫn tạo ra được một cái poster đẹp, nhưng mà cũng phải biết tách nền, biết tạo bố cục một chút, đúng không? Thì tôi cũng có thể hướng dẫn cho các bạn những cái đấy để làm content trên Facebook, trên YouTube, trên TikTok, tôi hướng dẫn được hết. Chuyên nghiệp thì có cả máy quay, máy chụp xịn, không chuyên nghiệp thì có điện thoại. Rồi, tiếp theo là chúng ta cũng sẽ phải phân bổ doanh số, phân bổ theo kênh từng tháng, từng tuần, phân bổ theo phương thức bán quảng cáo hay không quảng cáo, phân bổ doanh thu dự kiến theo thời gian từ tháng 1 đến tháng 12 kể từ lúc bắt đầu dự án, và bắt buộc chúng ta phải có cái bản Excel như này để chúng ta lường ra được nhá, doanh số, chi phí, lợi nhuận theo kênh, theo theo từng tháng, theo từng dòng sản phẩm. Thì mình phải tạo ra kế hoạch thì mình phải làm được như vậy, được chưa ạ? Riêng về cái chuyện mà làm kế hoạch thì tôi hướng dẫn các bạn là các bạn không chê vào đâu được, thì tôi làm rất kỹ, rất chuyên nghiệp. Các cái phần mềm chúng ta cần mua, ví dụ như quản lý fanpage, quản lý bán hàng, các phần mềm khác, đúng không ạ? Phần mềm hình ảnh, phần mềm video, ví dụ thế. Chi phí mua, tại sao mua? Bởi vì khởi nghiệp mà chúng ta phải, nguyên tắc là đều phải cố gắng tiết kiệm. Các cái chi phí truyền thông, quảng cáo, xây dựng thương hiệu khác, mua bài PR báo chí, thuê đại sứ thương hiệu, thuê người nổi tiếng, người có ảnh hưởng, gọi là influencer marketing đấy. Tổ chức các chương trình quảng cáo, live stream offline online, nếu có dự kiến ngân sách là như thế nào, vân vân. Thế rồi rồi. Mục thứ tư, chữ P thứ tư là people, là con người, nhân sự, đúng không? Bây giờ chúng ta khởi nghiệp thì chúng ta sẽ làm, bây giờ chúng ta phải tuyển người theo tiếp cận công việc như thế nào, nghiên cứu và phát triển các mẫu sản phẩm là ai nhá, KPI là gì, mức lương, mức thưởng, bao giờ cũng phải lương thưởng nó kích thích được, đặt hàng sản xuất sản phẩm và kiểm tra là ai, KPI là gì, lương thưởng, nhân viên quảng cáo là ai, KPI là gì, lương thưởng, nhân viên chăm sóc khách hàng chốt đơn là ai, mức lương thưởng. Lương thưởng cao thì mới tuyển được người, mà lương thưởng thấp thì cũng rất là khó tuyển người. Nhân viên chốt đơn, đóng đơn, giao hàng, đối soát công nợ, nhân viên xuất kho, trưởng kho. Đấy là trong trường hợp mà mình quy mô lớn, nhiều đơn nhé. Còn quy mô nhỏ thì có khi mình chỉ một hai người là đủ thôi. Quy mô lớn phải tốn khoảng chục người, thậm chí còn nhiều hơn nữa, hàng trăm người, đúng không? Đấy, sản xuất media là ai, thuê ngoài hay tự làm thì đã hướng dẫn rồi. Đấy. Yêu cầu về nhân sự là gì cho từng vị trí, ví dụ như là các kỹ năng cần thiết được đào tạo, tuyển dụng, đặc biệt này, lưu ý là tuyển dụng bây giờ rất là khó khăn nhé, đừng có dễ là tuyển dụng, rất là khó khăn. Bây giờ nó chạy Grab, nó chạy Uber B, rồi nó làm việc online, bán hàng online, nó rất là khó kiếm người, rất là khó kiếm người. Rồi thì cũng phải có hợp đồng lao động, có chính sách lương thưởng thì đãi ngộ, nghỉ ngơi, du lịch các thứ cho người lao động. Đặc biệt là chúng ta làm nhỏ nhỏ mà không có văn phòng đẹp, không có chỗ làm tốt, kiếm người rất là khó. Cách tuyển dụng, kênh tuyển dụng là kênh nào, chi phí tuyển dụng ai tuyển, thời gian tuyển dụng. Vừa rồi tôi cũng đi tuyển dụng cho một số đơn vị và tôi thấy là rất là vất vả. Vẫn tuyển được nhưng mà nó rất là vất vả, mất nhiều thời gian. Rồi, lịch trình làm việc, chấm công, đánh giá hiệu quả. Rồi có chương trình phỏng vấn, tuyển dụng rất là rõ ràng, chào đón ứng viên nha, cần phải có xây dựng văn hóa doanh nghiệp để giữ ứng viên nữa. Chứ không tuyển được thì dễ, nhưng mà lại mất người, thậm chí bây giờ tuyển người cũng rất là khó, không dễ một tí nào. Và tiếp theo đấy là cái chương trình về nhân sự. Đấy, ví dụ như nội dung đào tạo, thời lượng đào tạo, đối tượng đào tạo, các cái file hướng dẫn đào tạo mình đã tạo ra chưa, đào tạo bao nhiêu buổi, cho đi học những cái khóa học nào của ai, bao tiền, tại sao phải học những cái đấy, thì chúng ta phải xây dựng cho chúng ta. Nếu mà chúng ta có bộ phận nhân sự thì chúng ta sẽ giao nhá, giao việc này cho bộ phận nhân sự. Nếu như mà quy mô của chúng ta một cái nhóm đủ lớn
hoặc là công ty của chúng ta đủ lớn thì chúng ta sẽ có bộ phận nhân sự để làm được cái việc đấy cho chúng ta. Ok, đấy là cái chương trình đào tạo nhân sự là chương trình bắt buộc chúng ta phải có nhá. Nếu mà chúng ta không làm thì ứng viên nó sẽ học vào vài hôm nó sẽ chán, mà không có văn hóa, nó không động lực, nó không có kiến thức về sản phẩm, nó không làm được, nó chán. Đấy, thế còn về nhân sự tiếp tục là chúng ta quan tâm đến yếu tố về cổ đông, đấy, rồi thì đồng sáng lập và những người đi cùng với chúng ta, đấy, những ai nên đi cùng mình, chính sách dành cho họ là gì, cái kỳ vọng của chúng ta với họ là như thế nào, đấy, chọn những người có tài năng và kinh nghiệm phù hợp với quá trình phát triển của dự án. Người giỏi chưa chắc đã là người phù hợp, mà người phù hợp chưa chắc đã là người giỏi. Đấy, cho nên là chúng ta có thể đi với nhau từng giai đoạn, là miễn là cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Bởi vì người Việt khi làm việc chung với nhau rất là dễ bị xung đột, bởi vì cái tình cảm nó khá là nhiều, nó không chuyên nghiệp lắm, và nó không rõ ràng danh mạch lắm. Đấy, cứ bảo là em sẽ giúp, nhưng mà giúp cái gì, đúng không? Đấy, thí dụ như hôm nay tôi mua một cái gói tuyển dụng. Thế thì bạn ấy có nói là bây giờ anh đóng từng này tiền thì bọn em sẽ cho anh những cái này. Đấy, tôi bảo không được, phải làm rõ ra là bây giờ là làm những cái đấy là những việc gì, tôi đạt được những kết quả gì, đấy, cái tần suất như nào, và phải định nghĩa rõ. Đấy, thì tôi yêu cầu như vậy xong thì tôi mới nhất trí, thống nhất hai bên rồi mới chuyển tiền. Đó, tức là mình rất là phải rõ ràng, và không được như vậy thì tôi sẽ đòi lại tiền, đấy, hay là tôi sẽ không làm, đúng không? Tất cả những các vị trí đều có chính sách lương thưởng phụ cấp rõ ràng, có thời gian thử việc rõ ràng, và trong thời gian thử việc thì có lịch làm việc rõ ràng, từng ngày từng việc, đầu việc hoàn thành nhé. Có lịch làm việc, lịch trình làm việc, kết quả công việc, có người hướng dẫn, vân vân, để làm gì, để không bị mất người. Ok, đến mục số 5 đấy, là vốn và dòng tiền. Đấy, vốn và dòng tiền các bạn nhìn thấy ở đây để chưa ạ, mục số 5. Đấy, mỗi một cái sơ đồ cây này nó là một màu. Đấy, tôi để cùng một bên để cho mọi người dễ theo dõi. Ví dụ như là vốn của các bạn là bao nhiêu. Đấy, vốn tự có, vốn đi vay, vốn dự trù, đầu tư tối thiểu cho lúc đầu, ví dụ như danh mục mua sắm, chi phí phải bóc tách ra chi tiết làm thành Excel nha. Ví dụ như là đặt bao nhiêu mẫu, ví dụ như là chạy quảng cáo, ví dụ như là mở cửa hàng, đến những cái tối thiểu mà chúng ta có thể làm, tính toán tối thiểu để làm sao để duy trì sự sống, chứ không nữa là chúng ta vung tay quá chán, có một vài cái vốn 300-500 triệu chúng ta tích lũy rất là lâu nhưng mà chúng ta làm sai thì nó sẽ hỏng ngay. Tôi có một số bạn ấy sai lầm là bạn ấy mất hết số tiền, bây giờ thậm chí bạn ấy còn không có cơ hội để làm việc tại Hà Nội nữa, bắt buộc phải về quê để trả nợ, đúng không ạ? Đấy, lộ trình tăng vốn, ai là cái gọi là nhà đầu tư thiên thần cũng phải ngắm đi, đúng không? Ngắm nghĩa đi. Đấy, phải có cái địa chỉ sẵn đi chứ, đúng không? Rồi, tính điểm hòa vốn thì đã tính rồi, cái phần bên trên đã tính rồi. Đấy, bao giờ, bao lâu thì hòa vốn. Đấy, lộ trình doanh số lợi nhuận, tính toán dòng tiền trong một tháng. Đấy, nếu mà có cổ đông thì cam kết chia như thế nào, đúng không? Đấy, chia lãi. Đấy, nếu có cổ đông thì phải chia lãi. Thí dụ như mình cam kết là 3 tháng đầu không chia lãi, nhưng đến tháng thứ 4 là có lãi ngay thì chia. Đấy, chia bao nhiêu phần trăm mình phải thỏa thuận, viết vào đấy, ký nhá. Rồi tiếp theo là báo cáo doanh số hàng ngày, hàng tuần, hôm nay bán được bao nhiêu hàng, lợi nhuận như thế nào. Đấy, cái báo cáo ở đâu, cái báo cáo tôi sẽ cho các bạn xem, ví dụ ở đây như thế này. Chẳng hạn như là có một cái bản tôi làm. Đấy, chúng ta thấy là báo cáo rất là chi tiết, đúng không ạ? Doanh thu này, chi phí quảng cáo này, tỷ lệ chi phí quảng cáo trên doanh thu này, tỷ lệ chi phí cố định trên doanh thu này. Đấy, giá vốn hàng bán này, rồi thì tỷ lệ giá vốn trên doanh thu này, rồi thì chi phí giao hàng này, tỷ lệ chi phí giao hàng trên doanh thu này, chi phí sản xuất media này, làm hình ảnh video này, số lead quảng cáo thu được mỗi ngày này, rồi thì chi phí trung bình cho mỗi một lead này,
tổng doanh thu này, tiến độ đạt khoán này, phần trăm giá vốn thực bán này, số lượng đơn hàng này, tỷ lệ chốt đơn này, số lượng bán này, đấy, rồi số sản phẩm trung bình trên một hóa đơn này, vân vân này, số lượng hàng hoàn này, giá trị bình quân đơn này, tỷ lệ lãi lỗ này, vân vân, rất nhiều các chỉ số như này mình phải thiết lập, xong mình bắt đầu mình yêu cầu nhập dữ liệu vào. Đó. Thì những cái tháng đầu tiên là cái tháng tôi làm ở đây sale off thì bắt đầu bán thanh lý, thế là lỗ 31%, nhưng mà tháng sau là bắt đầu đã hòa, có lãi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tính toán được hết tất cả những cái mà tôi cho các bạn xem ấy. Tất cả những cái mà tôi cho các bạn xem ấy, thì có một điều rất là thú vị, đấy là tôi đều có những cái file như vậy để cho các bạn xem nhá. Và các bạn, nếu mà các bạn mà thuê tôi tư vấn hoặc là tham gia các khóa học của tôi thì các bạn sẽ nhận được tất cả những cái file như vậy, cực kỳ nhiều file luôn. Hoặc là các bạn có thể mua những cái bộ như này tôi bán cho các bạn. Các bạn sẽ có những cái kinh nghiệm để các bạn quản lý và khởi nghiệp nó sẽ thành công hơn. Tài khoản nhận tiền của người bán này, rồi thì thuế và các vấn đề liên quan đến thuế, rồi hàng hóa. Ví dụ như các bạn đánh hàng Trung Quốc về là các bạn sẽ ăn đòn về thuế. Các bạn bán hàng Gucci, LV, fake nhái là ăn đòn về thuế, ăn đòn về chết fanpage. Các bạn không biết điều đấy đâu. Cứ nghĩ đơn giản đúng không? Chuẩn bị dòng tiền cho 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Và phải có Excel chi tiết. Những chỗ nào tôi yêu cầu có Excel là phải làm ra. Chuẩn bị dòng tiền khi mà tăng trưởng doanh số. Quản lý tài chính, quản lý thất thoát, các nguy cơ là gì, giải pháp là gì, đưa ra các quyết định, thể hiện rõ ràng trên Excel và phân tích rõ ràng ra. Rồi đến mục số 6 là mục phân tích về thị trường. Cái phần màu xanh này thì chúng ta sẽ phân tích là mô hình pastel, viết tắt của 6 cái từ tiếng Anh. P là các cái policy, chính sách. E là economy, kinh tế. S là social, là xã hội. T là technology, công nghệ. Và L là law, là luật pháp. Thì cái này các bạn search trên mạng mô hình pastel, các bạn đọc thì nó sẽ ra ngay. Nhà tôi sẽ không phân tích để đỡ mất thời gian. Các bạn có thể phân tích mô hình SWOT của mình. Mô hình SWOT ở đây, điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức. Mình có điểm mạnh gì khi mà mình khởi nghiệp hoặc kinh doanh ngành này? Mình có điểm yếu gì khi mà mình kinh doanh ngành này? Phải viết rất rõ ra điểm mạnh để phát huy và điểm yếu được khắc phục. Cơ hội của mình là gì? Thách thức của mình là gì? Cơ hội thì mình nắm lấy, thách thức của mình phải tìm cách vượt qua. Và có thể có những người đồng hành cùng với mình. Mình tìm ra được những cái chân lý, cách thức, mô hình kinh doanh phù hợp. Đó. Rồi phân tích khoảng trống của thị trường để lựa chọn vào sản phẩm dịch vụ phù hợp với mình. Có người thì thích công sở, nhưng có người thích trẻ em, có người đấy thích bán những cái đồ chuyên cúng bái, chuyên lễ lạc, có người lại chuyên đồ lót sexy, có người thì lại chuyên đồ thể thao, chuyên đồ tập, cũng ok. Tôi cũng có một cái khách hàng mà học viên của tôi bán đồ tập cũng rất là kiếm tiền rất tốt, tháng kiếm được mấy trăm triệu tiền lãi. Mô hình, mỗi một cái mô hình đều có cái hay, đều có cái dở, nhưng mình phải tìm ra được khoảng trống thị trường và thế mạnh của mình để mình lấp đầy cái khoảng trống đó. Ước lượng được cái dung lượng thị trường để mình xem là mình có thể bán được nhiều hay ít, đúng không? Phân tích các cái rủi ro về tài chính, ví dụ như là nếu mà thua lỗ thì là thua lỗ bao nhiêu tiền, dự kiến các kịch bản ra, khi nào thì dự án nên dừng lại, các cái chỉ số cảnh báo là gì, các cái chỉ số báo cáo hiệu quả cho dự án thất bại hoặc thành công, nguy cơ thua lỗ của mình là bao nhiêu phần trăm, và nếu thua lỗ thì thua lỗ bao nhiêu tiền, khả năng hòa vốn là có lãi là bao nhiêu phần trăm, và nếu có lãi thì lãi bao nhiêu tiền mỗi tháng, mỗi quý, đúng không ạ? Và nếu tăng quy mô thì làm gì, cách thức chia lãi, đúng không, cách thức tái đầu tư. Cái này thì cũng nói ở phần bên trên rồi, rõ ràng hết nhá. Rồi tiếp tục, đấy là chúng ta cũng sẽ phân tích các yếu tố dẫn đến sự thành công của dự án. Vừa rồi là phân tích rủi ro về tài chính,
và những yếu tố thất bại, và bây giờ đến các yếu tố thành công. Thế thì những yếu tố nào thành công theo mình thì mình phải liệt kê ra yếu tố nào và cái trọng số của yếu tố đó, đúng không ạ? Thí dụ như mình biết về thời trang, mình có được nguồn hàng giá rẻ, mình có tài chính mạnh, mình lại có chuyên gia marketing, mình lại có đội ngũ nhân sự tốt. Đấy, ví dụ như thế thì mình sẽ tấn công và mình am hiểu sâu về về hàng tiêu dùng. Đấy là những yếu tố mình cảm thấy là phù hợp. Nhưng mà mình là kế toán vừa mới chuyển sang, mình lại vừa là làm tài chính, mình thấy bạn mình làm cũng hiệu quả lắm, không thì đấy không phải là lợi thế của mình, không phải là những yếu tố dẫn đến sự thành công nhá. Phải ngồi viết ra được tất cả những cái nhánh mà tôi làm ở đây cho các bạn, là các bạn phải viết ra được và các bạn phải trả lời vào đây. Và tôi mất 2 tiếng để làm ra cái file mind map này, cộng với mất 2 tiếng nữa để nói cái video này là 4 tiếng cho các bạn. Bây giờ ngày hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2022 và giọng tôi vẫn đang rất là khàn vì tôi bị viêm xoang. Nhưng mà tôi vẫn làm chia sẻ với các bạn và hy vọng giúp cho các bạn được ít nhiều. Ok. Dự báo tình hình kinh doanh từng tháng 1, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và kế hoạch dòng tiền. Rồi tiếp theo đấy là những cái nguyên nhân dẫn đến những sự thất bại. Nêu rõ một số các nguyên nhân cụ thể nhá, đánh giá cái vai trò của nó và đưa ra giải pháp làm sao để tránh nguyên nhân này. Thế thì những cái nguyên nhân thất bại của các bạn thường là gì? Thường là phổ biến là gì? Đây là một số những cái mà tôi đã làm việc với rất nhiều khách hàng và học viên, thì tôi nói kể cả những người đã thành công và những người chưa thành công tôi đã gặp. Thành công tôi cũng tư vấn rất nhiều rồi, và chưa thành công thì tôi cũng gặp rất nhiều rồi. Ví dụ như không am hiểu về thời trang, không biết là vải nào là vải cốt tông, cốt tông co giãn 4 chiều là như thế nào. Thế rồi thì vải cốt tông mặt thường, vải cốt tông pha với lại polyester rồi visco là như thế nào, đúng không ạ? Thế rồi thì cũng không hiểu được là lợi thế sản xuất ở Việt Nam là chỉ có thể xé vải thành áo được, đúng không ạ? Thế rồi thì những cái vấn đề về thiết kế mình cũng không biết, chất liệu mình cũng không biết, rồi thì cái kỹ thuật in mình cũng không biết. Đấy là rất nhiều những cái mình không am hiểu về thời trang, về mặt kỹ thuật này, về mặt thị trường này, về mặt marketing này, mình đều không am hiểu. Có thể đấy chính là một trong số những nguyên nhân, rồi là nó có thể đó. Hay là nghề tay trái, tôi đang làm kế toán, tôi đang làm tài chính, tôi đang làm spa, tôi làm thêm, chưa chắc đã thành công, đúng không? Không có khả năng tài chính dài hạn, đúng không? Hay là vốn quá nhỏ. Thế rồi thì không có lợi thế về nguồn hàng. Tức là nguồn hàng đấy mình không chủ động được, không tự sản xuất được, không tự ra được mẫu mã, cứ phải đi đánh, đánh từ Trung Quốc về để tắc biên, ví dụ như thế. Không am hiểu về sản xuất, tức là mình nhập 200 người ta sản xuất, có 80 mình cũng không biết. Nhìn một cái áo như này, ui thấy nó bán 200 rẻ quá, không phải. Mình phải biết được cấu thành giá sản phẩm và mình đoán được là cái áo như thế này sản xuất chỉ rơi vào 120 thôi. Như vậy bán 200 là bán cao rồi. Bán buôn đi nhá, đang làm buôn, còn bán lẻ thì bán 300-400 mình bảo thế được, mua đi. Đấy. Thế nhưng mà cái áo như này nó bán 2 triệu cũng thấy đẹp quá mua đi thì không được, như thế nó lãi, đang lãi rất là cao. Thiếu kiến thức về ngành hàng bán lẻ, bởi vì thời trang nó là ngành bán lẻ là chính, đúng không? Còn trừ những nhà sản xuất thì họ đi về bán buôn. Bán buôn thì hầu như họ chỉ lo tối ưu về khâu sản xuất, cung cấp hàng đẹp, hàng đúng tiến độ và giá tốt, thanh toán giao hàng thế thôi. Còn cái bán lẻ nó phức tạp hơn, nó đòi hỏi chúng ta phải chăm nó như chăm con mọn, nó rất là kỹ, đúng không ạ? Thì chúng ta phải học thôi. Thiếu kiến thức về marketing, không có kênh bán, bây giờ chưa có bất kỳ kênh nào bán cả, nhập hàng giá cao, mẫu mã thì không tốt, mắt nhìn gu của mình thì kém, thảm họa nhiều, đúng không? Không biết quản lý chuỗi bán lẻ, không biết phát triển chuỗi, không biết quản lý hàng tồn, rồi thất thoát tài chính, rồi có thể là không biết marketing, đúng không? Rồi đấy, tất cả những cái gì đấy có thể là đều là dẫn đến những nguyên nhân. Rồi thì nghĩ rằng là mọi thứ rất là dễ dàng. Tất nhiên là mình cũng lạc quan thôi, mình cũng không phải là phải khó lắm đâu, nhưng mà phải viết tất cả những cái thứ mà tôi nói ra đây, rất nhiều. Thì khi đó là mình sẽ có một cái nhìn nó rất là tổng quát. Tôi đây có một số những cái ví dụ đây. Ví dụ như là có rất nhiều người mà đi du học về, học ở nước ngoài về, bố mẹ cho mấy tỷ làm thời trang thua lỗ chồng vó. Có bạn Linh, học viên của tôi đi du học ở
châu Âu, không biết là nước nào, không biết là Anh hay là nước nào, về gia đình có điều kiện mở thời trang lỗ mất 2 tỷ đóng. Cứ nghĩ là mở ra có người mua, không phải đâu. Hoặc là học viên của tôi cũng đánh hàng về Trung Quốc về bán cũng vỡ vỡ hết. Hay là một bạn làm ngân hàng bán đồ mặc nhà có 400 triệu thua lỗ hết. Vì là em tưởng là livestream thì bị khóa, em tưởng là chạy quảng cáo bị khóa, em tưởng là mở shop thì không có khách, em tưởng là thuê người thì nhân viên nó ngồi chơi rất mệt mỏi. Thì mình phải kiểm soát được những cái thứ đấy, đúng không ạ? Không kiểm soát được nhân viên. Vân vân, đúng không? Thì mình biết những yếu tố này ra. Rồi, bây giờ phân tích đối thủ nhá. Chọn ra 5 đến 10 đối thủ gần nhất tương đồng với mình. Rút ra điểm mạnh, điểm yếu của họ để làm gì? Để mà từ đó học hỏi. Từ đó học hỏi nhá. Và tối ưu cho mình. Phân tích về sản phẩm, có ảnh, có giá bán, có chương trình khuyến mại để học hỏi người ta. Ok. Rồi, sắp xong rồi. Tôi cũng mệt quá rồi, gần 2 tiếng rồi. Mục số 7 là chăm sóc khách hàng, bán hàng. Ví dụ như là có phải có quy trình chăm sóc khách hàng. Nhá, đây này, mục số 7 màu xanh này, bán hàng và chăm sóc khách hàng này. Có quy trình chăm sóc khách hàng này, có kỹ năng chốt đơn này. Không biết chốt đơn thì có những bạn nhảy vào nghề không biết chốt đơn, không biết hàng hóa là chất liệu như thế nào, tư vấn ra làm sao, tại sao chốt được đơn, ai thuê hay tự làm này, thuê ai, quy trình chốt như nào, các bước tư vấn như nào, tỷ lệ chốt đơn tối thiểu tính toán, thưởng phạt cho nhân viên chốt đơn, chốt thành công thì cho nó bao tiền, thời gian tư vấn phải nhanh, đúng không ạ? Cách đặt câu hỏi phải dạ vâng thưa gửi, phải có kỹ thuật remarketing. Đấy, hoặc là lâu lâu lại quay trở lại. Đây có một cái ví dụ, có một anh học viên của tôi là một ngày chạy 400.000 thì thu được 26 tin nhắn nhưng mà chỉ chốt được một đơn. Đấy, sau đó thì tôi phải nói chuyện đến 3 4 tiếng đồng hồ liên tục về thời trang, về khách hàng, về quy trình. Đấy, thì hiểu bắt đầu ấy. Hôm sau nó vẫn 400.000, ra được 30 tin thì chốt được 6 đơn. Đấy, tỷ lệ tăng lên rất là cao. 6 đơn như vậy tính ra một 300.000 thì tính ra mỗi có 50.000 một đơn, thì như vậy là ngon, rất là ngon. Đấy. Tôi không nói tôi giỏi, nhưng mà tôi nói là do mọi người không có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm, thiếu hiểu biết về thời trang, thiếu hiểu biết về khách hàng. Đấy. Rồi thì chính sách chăm sóc khách hàng như thế nào? Đấy, chính sách dành cho khách VIP. Thế nào là khách VIP, có mấy loại VIP, VIP thì được những cái ưu đãi gì, phải có chương trình cụ thể ra. Tần suất chăm sóc lại khách hàng là bao lâu, quy trình chăm sóc khách hàng là như thế nào, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Công cụ chăm sóc khách hàng là công cụ gì, như là Facebook hay Zalo hay hội nhóm hay phần mềm CRM hay email, đúng không ạ? Hay SMS. Công cụ là gì, kết hợp với chương trình, kết hợp với tần suất. Tần suất ví dụ như một tuần một lần hay là một tháng một lần, đấy gọi là tần suất. Chương trình sinh nhật, quà tặng cho khách hàng, vân vân. Đơn vị vận chuyển, bây giờ mình bán hàng online thì vận chuyển mình phải quan tâm, đó là đơn vị nào, chi phí là như thế nào, hợp đồng, các chính sách ưu đãi, đối soát, thu chi thanh toán và trả tiền về. Chúng ta vốn ít thì chúng ta phải chọn những cái đơn vị mà người ta trả tiền ngay nhá. Ai là người phụ trách giao hàng và vận chuyển. Ok. Và nội dung số 8 là chúng ta phải lập các kế hoạch công việc cho chúng ta và cho doanh nghiệp của chúng ta, cho nhân viên của chúng ta hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Đấy. Lên kế hoạch công việc. Đấy. Lên kế hoạch công việc. Ví dụ như là từ sản phẩm đến doanh số, đến chương trình, đến giá bán, đến kênh bán, đúng không ạ? Hàng ngày, hàng tuần rất rõ ra như thế này. Sản phẩm gì, sản lượng, chuẩn bị vốn để nhập hàng, giá bán buôn, giá bán lẻ, giá bán online, giá bán offline, giá khuyến mại.
kênh bán từng kênh và KPI đúng không? Đấy, khối lượng công việc cần hoàn thành của từng nhân viên đó, theo thời gian, theo kênh. Đấy, phân bổ ngân sách, chi phí, dòng tiền, doanh thu đối soát cho từng kênh rõ ràng. Đấy, cần phải lập ra được các Excel như thế này. Đấy, nhá. Khối lượng công việc làm theo timeline rất là rõ ở Excel. File này tôi có hết. Đấy. Đấy, thảo luận kỹ với đồng nghiệp, người góp vốn, gia đình, thầy giáo, chuyên gia, ví dụ như thầy Phan Anh chẳng hạn, để tạo ra được cái bản kế hoạch này, và cứ thế mà làm, cứ thế mà làm, sai đâu sửa đấy, bởi vì mình đã lường được hết các nguy cơ rồi. Đấy, trong phân tích cái kế hoạch này là có hết rồi. Ok. Đấy, thì cũng tạm tạm như thế nha. Đấy, toàn bộ cái nội dung này là tôi cam kết là viết bởi tôi, bởi vì các bạn lên mạng mà các bạn search mà thấy mà tôi đi bắt chước của ai thì tôi sẽ cam kết là đóng cái kênh YouTube này lại, bởi vì tôi cam kết ở đây là tôi viết, tôi không đi copy của ai nhé. Trình độ của tôi là có, kinh nghiệm của tôi là có. Đấy, các bạn có thể là hoài nghi về chuyện là ông thầy chỉ biết chém gió hay là chỉ học trong sách trong vở, thì không phải nhé. Bằng cấp tôi đủ cả. Đấy, trong nước nước ngoài, tiếng Anh tôi cũng tốt. Đấy, doanh nghiệp tôi cũng làm. Thua lỗ tôi cũng đã từng làm, có lãi tôi cũng đã từng làm, thì tôi chia sẻ toàn bộ những kinh nghiệm này để giúp cho các anh chị và các bạn, nếu những người mà đang xem được cái video này thì các anh chị thành công hơn, tránh được những cái rủi ro, tránh được những cái sai sót thôi. Vâng, nội dung này được viết và quay và phát triển bởi giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi, là một chuyên gia marketing hàng đầu tại Việt Nam, được đào tạo rất bài bản và chuyên nghiệp. Đấy, và thời gian quay video này là tháng 6 năm 2022, rất rất mới nhá. Tôi thì chuyên về đào tạo và tư vấn và khởi nghiệp kinh doanh, bán hàng online, marketing online, chạy quảng cáo Facebook, Zalo, TikTok, Google, đa kênh đó. Đấy, đã cố vấn cho rất là nhiều các cái thương hiệu lớn đấy, trong nước, và thậm chí là đã làm nhận những cái thương hiệu nước ngoài về đấy, tôi khẳng định luôn đấy, và đã làm rất nhiều những cái sự kiện khá là thành công. Ok, tất nhiên cũng có những cái thất bại đúng không ạ? Thất bại thì không tránh được, và thất bại là bà ngoại của thành công mà đúng không? Nếu mà anh chị muốn liên hệ với tôi thì web đây, pamarketing.vn, email thẳng cho tôi phananhonline@gmail.com, gọi điện thẳng cho tôi hoặc là gửi thẳng số Zalo của tôi 0989 623 88, hoặc là tôi sẽ cho một cái số nữa là số 090 6 9 50 33. À, đây là số của công ty. Đấy, nhưng mà tôi cầm cái số này, có Zalo luôn. Đấy. Vâng. Facebook của tôi là facebook.com sược Phan Anh Online. Đây. facebook.com sược Phan Anh Online. Thì các bạn có thể vào. Nếu mà các bạn gửi tin nhắn trên Facebook thì các bạn lưu ý nhé, nó có thể bị rơi vào spam đấy. Đây này, nó có thể rơi vào spam thì bạn nên comment ở đây này: thầy ơi, tôi có gửi tin nhắn cho thầy nhưng mà chưa không thấy thầy trả lời. À đây, tôi hôm 16 là tôi có đăng một cái lý lịch khoa học đây. Đấy, lý lịch khoa học của tôi đây: thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế, thạc sĩ luật kinh tế, cơ quan công tác là chuyển động thương mại đó, trình độ vân vân. Thì đây là cái Facebook cá nhân của tôi, các bạn là xem. Nếu mà các bạn gửi tin nhắn trên Facebook mà không thấy tôi trả lời thì có thể nó rơi vào spam, thì hãy gọi điện thoại, hãy comment, hãy gửi email, hãy làm cách khác. Đấy, email Phan Anh Online đây, có rất nhiều cách để chúng ta làm nhá. Ok, kênh YouTube thì các bạn thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ cái tag bạn bè của mình vào, hay là gửi những cái link này lên trên các trang mạng xã hội để cho người khác cũng xem. Ok. Và nếu mà các bạn muốn xin cái file này thì các bạn vào trang web pamarketing.vn của tôi tìm, hoặc là liên hệ với tôi sẽ gửi. Tôi không tiếc các bạn nhé, tôi sẽ gửi tặng. Và nếu mà các bạn cần tôi tư vấn, tôi có tư vấn trả phí đấy. Hoặc là đang mua các khóa đào tạo, có khóa đào tạo về Facebook này, có khóa đào tạo về khởi nghiệp này, có khóa đào tạo về fashion marketing này, có khóa đào tạo về xây dựng thương hiệu này, vân vân, phù hợp với ngành thời trang của các bạn.
Các bạn có thể nhìn lại toàn bộ cái sơ đồ này. Rất là chi tiết, rất là nhiều. Tôi sẽ xuất ra một cái file cho các bạn xem. Tôi sẽ xuất file cho các bạn xem. Tôi sẽ xuất ra được file Word để các bạn edit. Này, có xuất được file Word này. Các bạn có thể edit được. Kinh doanh và marketing thời trang, ok. Đó, xuất xong rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ mở để cho các bạn xem. Đó. Đó, chỉnh lại một chút. Đây, có sơ đồ mai mét, các bạn chỉ việc lấy cái file này về, các bạn đánh nó lại. Nếu mà để phông 13 đây nó tầm 20 trang ấy. Rồi, 20 trang tuyệt vời không ạ? Các bạn có muốn xin cái file này không ạ? Ok nha. Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem cái video này. Và như tôi nói, nếu mà thấy nó hay thì hãy chia sẻ cho mọi người. Và thấy cần thiết thì hãy liên hệ với tôi. Và rất là mong các anh chị thông cảm vì tôi giọng nó đang bị viêm xoang, nó hơi khàn khàn một chút. Rất là thông cảm nha. Xin chào và xin cảm ơn. Xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin chào.